Tranh bá thiên hạ chương 71, đất khô nảy mầm, 1. Lão già què hiếp mắt chờ đáp án của Phương Giải. Trong ánh mắt ít nhiều có sự chờ mong. Đối với vị thiếu niên thoạt nhìn phế vật này, ông ta càng ngày càng có hứng thú. Bởi vì nếu cẩn thận nói chuyện với hắn, luôn có thể phát hiện ra rất nhiều thứ thú vị. Phương Giải là người có ý tứ, lúc cần hiểu thì hiểu hơn bất kỳ ai. Lúc hồ đồ thì cũng hồ đồ hơn bất kỳ ai. Hắn sẽ không cố gắng giả bộ như một kẻ ngu ngốc để yếu thế. Có lẽ là do hắn khinh thường làm vậy, hoặc là do người như hắn dù giả vờ ngu ngốc cũng không giống. Hoặc có lẽ, hắn cảm giác mình không có tư cách đó. Có lẽ có người thích giả trư ăn thịt hổ. Nhưng thiếu niên này rất hiểu mình không phải là trư, nên giả trang không giống. Càng không ăn nổi một đầu mãnh hổ. Trên thế giới này, giả trư ăn thịt hổ là trò chơi của những kẻ mạnh mẽ không cần phải kiêng kỵ cái gì. Phương Giải không tính là một cường giả, không có lực để mà giả trư ăn thịt hổ. Phương Giải cầm một miếng thịt bỏ vào miệng, trầm ngâm một lúc để sửa sang lại từ. Nếu dựa theo lẽ thường mà phân tích, thực ra chuyện này không khó để đoán. Hắn vừa nhai thịt vừa uống rượu, cảm nhận cái thiêu đốt của rượu Tây Bắc. Người kia là một trong 7 hoàng tử lúc đầu tranh ngôi vị. Là vị hoàng tử duy nhất luôn đứng bên cạnh hoàng đế bệ hạ. Có lẽ cũng là vị hoàng tử duy nhất không ngấp ghế cái ghế rồng kia. Đây là việc mà toàn bộ dân chúng Đại Tùy đều biết. Tùy tiện hỏi một cụ già ở bên đường, cũng có thể nói rõ ràng việc này. Lúc đương kim bệ hạ vẫn chỉ là tứ hoàng tử, thực ra không được tiên đế coi trọng. Lúc ấy luận về danh vọng, có hy vọng nhận ngọc tỷ nhất là tam hoàng tử. Tam hoàng tử Dương Kế giao du rộng lớn, có tài ăn nói. Không kể triều đình, cho dù là giang hồ cũng có không ít hào kiệt nguyện ý chết vì hắn. Tam hoàng tử nổi tiếng là người trọng nghĩa khinh tài, không hề keo kiệt dùng đặc quyền trong tay mình để giúp đỡ người khác. Cho nên ở trong triều đình hay là trong dân chúng, thanh danh của Dương Kế rất cao, cũng rất tốt. Có thể tranh đoạt ngôi vị hoàng đế với Dương Kế chính là trưởng tử Dương Hùng. Hắn là trưởng tử của chính cung hoàng hậu. Lúc ấy hoàng hậu rất yêu mến hắn. Có chỗ dựa là hậu tộc, đương nhiên không thiếu thần tử phụ tá. Hậu tộc có uy tín rất lớn trong quân đội. Cho nên so về nhân mạch, hoàng trưởng tử Dương Hùng có nắm chắc kế thừa ngôi vị hơn Dương Kế, nhưng Dương Hùng làm người cao ngạo. Ý vào có hậu tộc duy trì, không biết thu liễm. Thế nên về sau hoàng đế dần cảm thấy chán ghét với đứa con trai trưởng thích khi nam bá nữ này. Nhờ có hoàng hậu cố gắng chèo chống, mới không khiến Dương Hùng triệt để ngã xuống. Bởi vì hoàng đế ghét Dương Hùng, cho nên tam hoàng tử Dương Kế càng thêm chói mắt. Phương Giải uống một ngụm rượu, cười cười nói. Cố sự này, cho dù dân chúng biên thành Phan Cố đều biết. Nhưng trong đó có bao nhiêu là thật, bao nhiêu là giả, thì dù là ai cũng không thể nói rõ ràng. Nhưng không thể phủ nhận rằng, hoàng đế Đại Tùy chưa từng che lấp việc chọn thái tử. Hắn thích các con của mình dùng bản lĩnh thực sự để tranh đấu. Cho nên có không ít chuyện xưa lưu truyền trong dân gian. Không giống như tiền triều, tất cả mọi việc đều làm trong bóng tối. Lão già què cười cười nói. Những việc này phần lớn là thật, cũng đúng như lời ngươi nói. Khác biệt lớn nhất giữa hoàng tộc Đại Tùy và hoàng tộc tiền triều, chính là bọn họ sẽ không tuyên truyền nhân nghĩa đạo đức, nhưng phía sau lại làm không ít việc âm lãnh độc ác. Các đời hoàng đế của Đại Tùy khi chọn lựa thái tử, đều đường đường chính chính lựa chọn đứa con ưu tú nhất của mình để truyền ngôi. Thậm chí hoàng đế còn động viên các hoàng tử tranh đấu. Nhưng phải dùng bản lĩnh thực sự của mình để tranh đấu. Phương Giải gật đầu nói. Không thể nghi ngờ rằng, lúc ấy ai cũng không coi trọng đương kim hoàng đế có thể ngồi trên ghế rồng. Tiên đế bệnh nặng. Trước khi lâm chung còn chưa tuyển ra thái tử. Lúc đó đại hoàng tử Dương Hùng đang lãnh binh trấn thủ Đông Cương và đàm phán quy hoạch biên giới với Đông Sở, biết được bệnh tình nguy kịch của tiên đế, liền dẫn theo 5.000 giáp sĩ từ Đông Cương bất kể ngày đêm chạy về. Mà khi đó tam hoàng tử đã nắm chắc thắng lợi trong tay. Thậm chí vài vị cựu thần được sủng ái nhất cũng đứng ở bên giường tiên đế. Biết được đại hoàng tử lãnh binh trở về, tam hoàng tử phái bệ hạ, lúc ấy cũng ở bên canh dẫn theo người chặn lại. Bệ hạ xông thẳng ra cấm cung Thái Cực đại điện, mang theo hổ phù điều binh. Điều thiên tử lục quân, tinh binh Tả Vũ Vệ ra khỏi thành chặn lại đại hoàng tử. Trên nửa đường bị thất hoàng tử Dương Kỳ đuổi theo. Ai cũng không biết lúc ấy Dương Kỳ và bệ hạ nói cái gì. Nhưng có lẽ lúc đó mới là lúc bệ hạ hạ quyết tâm. Bệ hạ dẫn theo tinh binh của Tả Vũ Vệ chặn lại đại hoàng tử ở nửa đường. dùng lý do là cãi lời hoàng mệnh, tự tiện dẫn binh về kinh bắt giữ đại hoàng tử lại. Sau đó lập tức mang theo quân đội trở về đế đô. Tam hoàng tử hạ lệnh đóng tất cả cửa thành đế đô. Là thất hoàng tử dẫn theo 260 gia nô, bảo vệ cho một tòa cửa thành, kiên trì chiến đấu đến khi bệ hạ dẫn binh trở về. Trận chiến ấy, 260 gia nô, chỉ còn 19 người sống sót. Thất hoàng tử trọng thương 13 chỗ, trong đó có 3 chỗ cực nặng. Bệ hạ dẫn binh xông thẳng vào điện thái cực, bao vây lại tất cả thần tử. Lão nạp ngôn Tô Duy ở trước giường bệnh tiên đế, hỏi ai tới kế thừa ngôi vị. Lúc ấy đúng lúc bệ hạ cầm theo áo giáp vào cửa. Tiên đệ nhìn thoáng qua tam hoàng tử, lại nhìn bệ hạ, sau đó chỉ tay về phía bệ hạ. Dù những cựu thần kia rất muốn để tam hoàng tử kế vị, nhưng di mệnh của tiên đế là không thể làm trái. Bởi vậy bệ hạ đăng cơ. Tam hoàng tử giáng chức xuống còn là thứ dân, xung quân tới tháp Ninh An ở biên giới. Đại hoàng tử bị giáng chức xuống còn vi mệnh hầu, vĩnh viễn đóng ở thành Tín Thủy ở Nam Cương, không được bước ra khỏi thành một bước. La Diệu một mực trấn thủ Nam Cương, có lẽ còn được giao nhiệm vụ giám thị đại hoàng tử. Thất hoàng tử Dương Kỳ chính là đông gia của Hồng Tụ Chiêu phải không? Nói xong câu này, Phương Giải nhìn lão già què. Lão già què thở dài nói. Những chuyện này, không phải tùy tiện một cụ già bên đường có thể nói ra. Phương Giải, rốt cuộc ngươi làm sao biết được? Phương Giải biết được những việc này, đều là do Lý Hiếu Tông từng nói cho hắn biết. Ở biên thành Phan Cố, có thể cùng Lý Hiếu Tông uống rượu trò chuyện phím, vô cầu vô thúc, cũng chỉ có một mình Phương Giải. Dù Lý Hiếu Tông chỉ là thứ xuất của Lý gia, nhưng muốn biết những tin tức kia cũng không phải là việc khó khăn gì. Lúc ấy bảy hoàng tử đoạt ngôi náo nhiệt như vậy, có thế gia nào là không đếm xỉa tới đâu. Nói trắng ra, các hoàng tử đoạt ngôi, chính là các thực lực phía sau liều mạng với nhau. Mà sở dĩ Lý Hiếu Tông biết kỹ càng như vậy, chính vì lúc trước đại tướng quân của Tả Kiêu Vệ Lý Loan chính là một trong số ít người luôn đứng bên cạnh hoàng tử Dương Dịch. Nếu không phải vì như thế, chỉ dựa vào chiến công, Lý Loan muốn biến Lý gia thành thế gia nhất lưu là việc khó như lên trời. Từ trước tới nay bệ hạ là một người có ơn báo ơn, có cừu tất báo. Lúc trước khi Lý Hiếu Tông kể cho Phương Giải những điều này, hắn thật không ngờ có một ngày hắn và Phương Giải lại trở thành kẻ thù. Lúc đó, hắn còn một lòng muốn bồi dưỡng Phương Giải thành tâm phúc của mình. Lý Hiếu Tông là người có dã tâm rất lớn. Mà Phương Giải, dù còn trẻ, nhưng đã thể hiện bản lĩnh khiến hắn phải động tâm. Cho nên kể cho Phương Giải mấy chuyện không tính là bí mật, để tỏ vẻ hắn tin tưởng Phương Giải. Phương Giải giải thích cho lão già què một lần, sau đó khẽ cười nói. Lại nói tiếp, lúc ấy ở thời khắc cuối cùng, bệ hạ có thể được tiên đệ chỉ định làm người kế thừa, công lao lớn nhất thuộc về thất hoàng tử Dương Kỳ. Nếu không phải Dương Kỳ ngàn dặm độc hành, chạy chết 2 chiến mã đuổi theo bệ hạ. Nếu không phải có hắn dẫn theo gia nô tử thủ cửa thành, thì bệ hạ không phải là bệ hạ. Lúc nói tới đây hắn nói rất nhỏ, không dám để cho người khác nghe thấy. Những việc như vậy, nếu nói linh tinh bị người khác nghe thấy, thì có thể chọc phải mầm tai họa. Lão già què ừ một tiếng, nói. Sau khi bệ hạ lên ngôi, việc đầu tiên chính là phong thất hoàng tử là trung thân vương, đứng đầu vương công đại thần. Bổng lộc gấp 3 các vị thân vương khác. Đất phong nhiều hơn 10 lần các thân vương. Thậm chí có thể có 3.000 binh sĩ hoàn toàn nghe theo lệnh của mình. Đây là ân điển rất lớn. Đại Tùy lập quốc 100 năm mới có một lần. Mà ngay cả 19 gia nô còn sống sót kia, cũng đều được phong tước vị huyện tử. Con cháu được nối vị, trọn đời không phải binh dịch, không phải nộp thuế má. Ông ta dừng một chút, tiếp tục nói. Nhưng không ai ngờ rằng, ngày thứ 3 sau khi bệ hạ lên ngôi, trung thân vương từ đi tất cả quân chức, không nhập triều đình, không tới đất phong, mà là mở một nhà ca múa tên là Hồng Tụ Chiêu ở thành Trường An. Hoàng đế liền hạ 7 đạo ý chỉ, bảo ngài ấy vào triều. Nhưng ngài ấy vẫn kháng chỉ không tuân theo. Thậm chí hoàng hậu còn đích thân mở tiệc rượu khuyên bảo. Hoàng hậu kính 1 ly, ngài ấy uống 1 chén. Hoàng hậu mời 16 chén, ngài ấy uống cả 16, nửa tỉnh nửa say, nhưng nhất quyết không chịu lên điện. Phương Giải cảm khái nói. Người có đại trí tuệ của thế gian này, cùng lắm cũng chỉ như thế thôi. Nhưng lực ảnh hưởng của ngài ấy quá lớn. Ở thời tiên đế, trung thân vương đã lãnh binh xuất chinh mấy lần, lũ chiến lũ thắng, không ai có thể địch nổi. Hơn nữa, ngài ấy là em ruột của đại hoàng tử. Sau khi đại hoàng tử thất thế, hậu tộc cũng chỉ có thể ký thác toàn bộ hy vọng lên người của ngài ấy. Cho nên, khó tránh khỏi vẫn bị người khác nghi kỵ. Dù ngài ấy đã biểu lộ thái độ của mình. Phương Giải nói. Cho nên ta mới nói, thoạt nhìn thì 10 năm trước Trung Thân Vương rời khỏi Trường An biến mất vô ảnh vô tung. Hồng Tụ Chiêu bị một vị thân vương khác khu trục. Việc này không thể thoát khỏi quan hệ với bệ hạ. Nếu bệ hạ vẫn nhớ tới tình cảm, thì sao có thể chẳng thèm ngó ngàng tới Hồng Tụ Chiêu? Lão già què nghe thấy câu này, nhìn không được nhíu mày hỏi. Ý của ngươi là, đây chỉ là biểu hiện bên ngoài. Những năm qua ta nghe thấy, dù bệ hạ là vị hoàng đế ôn hòa nhất trong các đời hoàng đế Đại Tùy, nhưng cũng không phải là một người không quyết đoán. Nếu ngài ấy động thủ với Trung Thân Vương, sẽ không dùng một chiêu ngây thơ làm cho người ta biến mất như vậy. Sau đó lập tức không thể chờ đợi được khu trục sản nghiệp của Trung Thân Vương ra khỏi đế đô. Chẳng lẽ lão không cảm thấy, làm vậy quá rõ ràng sao? Phương Giải nghĩ tới cảnh đao sĩ áo đỏ dùng một ngón tay tạo thành một cái hố kia, càng xác định suy nghĩ của mình là đúng. Một vị hoàng đế tính toán không hề bỏ sót như vậy, sao có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như thế? Nếu bệ hạ muốn diệt trừ Trung Thân Vương, tất nhiên là sẽ diệt trừ tận gốc. Hơn nữa, cũng sẽ không dùng biện pháp thấp kém như vậy. Lão già què sững sờ, nghĩ ngợi nói. Gia quyến của Trung Thân Vương trôi qua rất tốt. Đất phong cũng không có ai động tới. Hàng năm bệ hạ đều ban thưởng không ít. Cho dù đất phong của Trung Thân Vương chỉ còn lại một đám lão gia nô, ta vẫn cho rằng là hoàng đế cắn rứt. Phương Giải cười nói. Người có thể làm ra những việc như vậy, liệu có thể cắn rứt không? Lão già què ừ một tiếng, sắc mặt có chút khó coi. Phương Giải trầm tư một lúc, nói. Lúc trước Hồng Tụ Chiêu bị ép rời khỏi thành đế đô là do một vị thân vương khác làm. Hoàng đế không ngăn cản, nói không chừng là do hoàng đế không kịp ngăn cản. Vị thân vương kia bị Trung Thân Vương đè một đầu. Dù Trung Thân Vương không tham gia triều chính, nhưng cũng không tới lân hắn suốt đầu. Cho nên sau khi Trung Thân Vương mất tích, hắn liền cho rằng mình đã nắm được cơ hội. Hoàng đế muốn quan tâm đã chậm, nên đành phải bảo vệ thể diện của em trai mình. Cũng không thể vừa trục xuất Hồng Tụ Chiêu, lại mời về a. Hắn cẩn thận suy nghĩ một lúc, mới nói. Có lẽ đây mới là chân tướng. Hồng Tụ Chiêu bị khu trục, là do vị vương gia ngu ngốc nào đó vì muốn biểu hiện sự trung thành mới làm ra việc ngu ngốc. Hắn cho rằng không còn Trung Thân Vương, hoàng đế sẽ mượn cơ hội diệt trừ thế lực của Trung Thân Vương. Không ngờ nịnh hót nhầm chỗ. Lão già què biến sắc, do dự một lúc, nói. Hình như sau khi Hồng Tụ Chiêu bị trục xuất khỏi đế đô, vị vương gia kia một mực không được bệ hạ coi trọng. Dù vẫn còn đứng ở hàng thân vương, nhưng lại không có quyền thế gì. Phàm là việc gì, chỉ cần dụng tâm nhìn là đều có thể thấy rõ. Phương Giải rất rắm thúi tổng kết một câu. Lời nói tới đây, rượu đã uống hết, thịt cũng ăn xong, vừa đúng lúc. Sáng sớm ngày mai ngươi tới hậu viện Hồng Tụ Chiêu, ta truyền cho ngươi một chiêu đao pháp. Lão già què đứng dậy, có vẻ hơi say, nên đi đường có chút chệch choạng. Phương Giải đứng dậy, không say, đi đường vẫn vững. Nhưng tưởng say thực ra không say, mà thoạt nhìn không say, thì lại say. Vì một chiêu đao pháp, mà Phương Giải không chỉ tốn một phen đầu óc. Hắn không phải là người giỏi uống rượu. Một hồ lô rượu lớn như vậy, không say mới là lạ. Tức Họa Mi nhìn Phương Giải đi xa, lại nhìn lão già què. Muốn giúp hắn? Nàng hỏi. Lão già què cười hắc hắc. Hợp tính hắn là phế vật không có tu vi. Tham gia Diễn Vũ Viện còn không bị người ta đánh thành đầu heo. Tốt xấu đều từ Phan Cố tới, nếu bị người khác đánh thành tàn phế, ta cũng xấu mặt một chiêu đao pháp, đã lâu không cần, cũng nên thấy ánh mặt trời, lễ vật này hơi nặng. Tức Họa Mi chăm chú nói. Lão già què khoát tay không thèm để ý, tựa vào khung cửa, rất nhanh nằm ngủ. Thì thào đánh giá vài câu, thanh âm rất nhỏ. Cũng không biết là do say nói mớ, nhưng ý nghĩa sâu xa. Đất khô, mầm không mọc nổi. Tưới thêm nước, lại đắp thêm phân còn có thể cứu. Lúc Phương Giải nhìn thấy một chiêu đao của lão già què dưới gốc cây mai chết héo ở phía sau vườn Hồng Tụ Chiêu, liền đứng ngây ngốc như cây mai chết héo kia. Lão già què thi triển xong đao pháp, hắn mới hiểu được mình quá sai lầm. Một thức đao pháp, không phải là một chiêu đao pháp. Một thức đao, là một đường đao pháp. Không nói tới đao pháp kia có uy lực kinh người như thế nào, chỉ riêng cách dùng đao cũng có thể hù chết người. Góc độ ra đao cực kỳ quỷ dị khiến cho người ta tưởng rằng người sử dụng đao bị gãy tay. Bởi vì ở trong suy nghĩ của mọi người, cánh tay khó có thể làm ra được nhiều biến hóa như vậy. Cổ tay người có thể di chuyển theo 6 phương hướng đã là cực hạn của khớp xương rồi. Nhưng khuỷu tay của lão già què còn linh hoạt hơn cả cổ tay. Một người bình thường, khuỷu tay sao có thể uốn theo chiều trái lại? Nếu xuất đạo như vậy, ai có thể đoán ra được? Cho nên Phương Giải choáng váng, triệt để choáng váng. Hắn vô ý thức nhìn cánh tay phải của mình, tưởng tượng tới cảnh tay của mình uốn ra đằng sau, lập tức nổi đầy da gà. Càng suy nghĩ tới cánh tay gãy của mình, trong lòng hắn càng lạnh lẽo. Hiện tại hắn có chút nghi ngờ, liệu có phải xương cốt toàn thân của lão già què đã bị gãy hay không, thế cho nên mới có thể tùy ý uốn tứ chi của mình như vậy, điều này quá khó khăn. Phương Giải gian nan nuốt nước bọt, xoa mồ hôi trên trán, do dự nói: nếu ta luyện thành thức đao này, liệu có phải tự làm gãy xương cốt toàn thân khiến cho cơ thể không thể di chuyển? Sau đó dần thích nghi với các khớp xương mới. Nhưng ta nghĩ mãi không rõ cơ thể làm sao chịu nổi. Xương cốt có thể chịu được, da thịt có gì mà không chịu được. Thi triển xong thức đao pháp, trên trán lão già què đã đầy mồ hôi. Có lẽ tới tuổi của ông ta rồi, rất nhiều việc không thể thay đổi được. Ông ta tiện tay vứt thanh đao đã hen gỉ loang lỗ xuống mặt đất, ngồi xuống một tảng đá, uống một ngụm rượu rồi nói: 50 năm trước ta dựa vào đao pháp này để sơ tẩu giang hồ. Lúc đó làm không ít việc giết người cướp của. Đao pháp này cũng có chút tiếng tăm trong giang hồ. Chỉ là về sau lớn tuổi, tính tình dần lớn, không cần đao pháp này nữa. Đã 50 năm giang hồ không có một thức đao. Ngươi học xong sử dụng ra ngoài, chắc cũng không có mấy người biết. Đợi hô hấp trở nên vững vàng, ông ta nói tiếp: đao pháp này quá ngoan độc. Tâm tư quỷ dị, lòng dạ ác độc, vận đao quỷ dị, đao mới hung ác. Lão thấy ta là một người có lòng dạ độc ác? Phương Giải hỏi. Lão già què cười cười nói: tất cả mọi người đều không tin trong lòng mình có sẵn bao lực. Ai cũng không dám đối mặt với cảm xúc muốn giết người trong lòng mình. Sự thích thú với giết người chỉ tồn tại trong giấc mơ. Một khi tỉnh lại thường giả mù sa mưa tự trách một phen. Bản thân ngươi có phải là một kẻ ngoan độc hay không, không quan trọng là ngươi có muốn học đao pháp ngoan độc này không? Một thức đạo, mỗi một đao xuất ra đều ở góc độ khiến cho người ta khó mà dự đoán được. Dùng loại đao pháp này đấu sinh tử với người khác, mặc dù người có võ nghệ cao hơn ngươi, cũng sẽ bị ngươi ép tới mức luống cuống tay chân. Bởi vì nó vi phạm tới tư duy bình thường. Cho nên đao pháp này tóm lại ở một chữ, quỷ. Lão già què dừng lại, có chút tự dễu nói: dù làm chuyện gì, nếu chỉ tập trung vào chữ quỷ kia, thì khó tránh khỏi sẽ rơi vào tiểu thừa. Lúc ta còn trẻ, còn hành tẩu giang hồ, chỉ truy cầu khoái ý giết người, có cừu tất báo, cho nên tâm tư khó tránh khỏi cực đoan. Một thức đao này theo đó mà cũng trở nên cực đoan. Thậm chí có thể nói tất cả mấy trăm tông môn lớn nhỏ của giang hồ, không có một môn võ nghệ nào quỷ dị, hung ác hơn một thức đao này. Phương Giải gật đầu, hắn đồng ý với lời của lão già què. Dù vô luận là ai, vô luận là chuyện gì, chỉ cần tiến vào chữ quỷ, xác thực có chút tiểu thừa, mất đi sự quang minh chính đại. Nhưng thế giới này, vốn không có quang minh chính đại gì đó. Cho nên Phương Giải cười nói: cực hạn của tiểu thừa chính là thượng thừa. Mặc kệ quỷ hay không quỷ, chỉ nói về đao pháp này, chính là thượng thừa. Đao pháp hung ác ở tâm hung ác. Nếu tâm không hung ác, cho dù dùng đao pháp hung ác cũng có thể thi triển ra phong phạm đường đường chính chính. Một câu này khiến cho lão già què rất cao hứng, vỗ mông ngựa rất chuẩn. Ta chưa thấy 50 năm trước lão dùng đao như thế nào. Cũng không biết 50 năm trước, một thức đao pháp hung ác ra sao. Nhưng hôm nay ta xem lão thi triển bộ đao pháp này, ngoại trừ rung động và kinh ngạc ra, chính là sự sùng bái vô tận. Trong đao pháp không hề có một chút âm độc nào. Ngược lại là quang minh chính đại, khiến cho tiềm lực của cơ thể phát huy tới cực hạn. Lão già què sững sờ, sau đó nhịn không được mắng một câu vô sĩ. Phương Giải chưa bao giờ cắn rứt vì vô sĩ, cho nên cười cười nói: 1 tháng nữa là Diễn Vũ Viện mở cuộc thi rồi. 1 tháng này, ta có thể luyện được mấy phần đao pháp? Lão già què cẩn thận suy nghĩ, rồi nói: chủ yếu ở chỗ ngươi có mấy phần nghị lực. Phương Giải im lặng, bỗng vung tay phải đập mạnh vào cây mai chết héo. Rắc một tiếng, cây mai to bằng bàn chân bị cắt thành 2 đoạn, cẳng tay của hắn cũng bị gãy thành 2 đoạn. Phương Giải cắn răng, dùng tay kia nắm tay phải gập về phía sau, tạo thành góc 90 độ, thoạt nhìn có thể dọa cho người ta đổ mồ hôi lạnh. Liền giống như cảnh cụt tay mà hắn vừa nghĩ tới vậy. Ánh mắt của lão già què lóe lên một cái, sau đó lắc đầu nói, vừa hôm qua nói ngươi thông minh, hôm nay mới biết thì ra ngươi con mẹ nó là một tên ngu ngốc. Ta còn chưa nói hết ngươi đã tự đánh gãy tay mình rồi. Tay gãy thì còn luyện tập kiểu gì? Con mẹ nó chứ. Nói ngươi ngoan độc, ngươi liền ngoan độc. Lẽ nào ngươi không hỏi ta xem có bí quyết gì khiến cho khớp xương xoay ngược lại sao? Phương Giải đẩy khuỷu tay gãy vỡ, mồ hôi to bằng hạt đậu không ngừng rơi từ trên trán xuống. Hắn nhặt một cành mai từ dưới đất lên, lại dùng răng kéo xuống một cánh tay áo. Dùng tay và miệng buộc lại cánh tay gãy xong, quần áo trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi. Lão già què không đi lên giúp đỡ, còn đang lải nhải mắng chửi. Thậm chí càng mắng càng lớn. Phương Giải ngồi xuống đất, giành lấy hồ lô rượu trong tay lão già què, sau đó lau mồ hôi trên mặt, cười nói. Một người quá thông minh sẽ không chuyên tâm. Cho nên phải tìm một vài biện pháp khiến cho bản thân không có đường khác để đi. Một tháng luyện đao, chỉ có một cánh tay, ta đoán chừng ta sẽ không còn tâm tư để suy nghĩ tới những việc khác. Đây có phải là ngốc bức không nhỉ? Lão già què sững sờ một lát, sau đó hỏi hắn. Phương Giải gật đầu, rất chăm chú trả lời. Ngốc bức, rất ngốc bức, lão gia tử, vừa nãy lão dùng đao, là dùng tay nào? Tay phải. Hiện tại tay phải của ta đã gãy. Phương Giải chăm chú nói. Liệu lão có thể dạy cho ta dùng đao tay trái? Lão già què biến sắc, hiện tới mới hiểu ra ý đồ của Phương Giải. Bờ vai của ông ta rung nhẹ nhẹ, xoay người nhặt lên thanh đao loang lỗ đưa tới tay trái của Phương Giải. Trầm mặc một lúc, ông ta nhìn Phương Giải, từng chữ từng câu hỏi. Làm sao người nhìn ra được ta thuận tay trái, thằng lằn gặp nguy hiểm, sẽ chủ động làm đứt đuôi của mình, thu hút sự chú ý của kẻ thù để chạy trốn. Sói hoang bị dính bẫy của thợ săn, nó sẽ tự cắn đứt chân kia của mình rồi chạy trốn. Ở phía sau vườn mai của Hồng Tụ Chiêu, Phương Giải tự đánh gãy tay phải của mình. Lão già què biến sắc, mà Phương Giải thoạt nhìn không có chút tiếc nuối và ảo não nào. Hắn dùng phương thức có thể nói là thảm thiết, cũng có thể nói là ngoan độc nhất, để đổi lấy một thức đao pháp từ tay trái của lão già què. Ai cũng không biết rốt cuộc làm sao hắn nhìn ra được. Lão già què hỏi, hắn không nói. Đã 50 năm rồi lão già què không hành tẩu giang hồ. 50 năm trước, danh tiếng của tả thủ đao Lạc Gia khiến cho lục lâm của Giang Nam phải khiếp sợ đã bị người ta quên lãng. 50 năm giang hồ mưa gió, người mới đã sớm thay người cũ. Ai còn nhớ tay trái dùng đao của ông ta? Phương Giải không thuận tay trái. Hắn ăn cơm uống nước, thậm chí chùi đít đều dùng tay phải. Nhưng hiện tại hắn không có chút do dự nào đánh gãy tay phải của mình. Việc như vậy có lẽ chỉ có kẻ điên mới làm được. Cho nên lão già què có chút thất thần, nhịn không được hỏi một câu. Ngươi có thâm cừu đại hận? Phương Giải lắc đầu, ngươi có mục tiêu gì nhất định phải đạt tới? Lão già què lại hỏi. Phương Giải nghĩ ngợi, vẫn lắc đầu. Tới tận bây giờ, dù cho ở Phan Cố hay ở Đế Đô, hắn vẫn chưa có một mục tiêu cụ thể nào. Hắn muốn tiến vào Diễn Vũ Viện, nhưng nếu không vào được, hắn cũng sẽ không nhảy xuống sông tự vẫn. Lùi lại một bước, dù không vào được Diễn Vũ Viện, hắn muốn làm một quan văn. Nếu quan văn cũng không được, thì hắn cũng sẽ không buồn rầu và hối hận. Hắn vốn không phải là người gặp phải ngõ cụt liền bi quan. Có lẽ sẽ có tiếc nuối, nhưng tiếc nuối không phải là tất cả. Không có lo lắng lâu dài, chỉ vì cuộc thi Diễn Vũ Viện trước mắt, có đáng giá hay không, lão già què hỏi lại. Phương Giải trầm tư thật lâu, gật đầu nói. Đáng giá. Lão già què không hỏi nữa, chỉ nhìn thanh đao trong tay trái của Phương Giải, thì thào nói. Ngươi đã có kinh nghiệm sử dụng đạo. Dùng tay phải luyện một thức đao, cho dù luyện một tháng tới tiểu thành cũng khó khăn rồi. Nhưng ít nhất có thể coi như nhập môn, nhưng hiện tại đổi thành tay trái, một tháng muốn nhập môn. Khó. Nói xong, ông ta xoay người đi tới một bên làm như đầy tiếc nuối. Nhưng Phương Giải nhìn bóng lưng của lão già què, nhịn không được bật cười, rất đê tiện, đùa giỡn mấy chiêu cho ta xem. Đi được vài chục bước, lão già què ngồi xuống ghế, híp mắt, không uống nhiều rượu lắm, nhưng bộ dáng có vẻ hơi say. Phương Giải gật đầu, hít sâu một hơi. Nhắm mắt, cẩn thận nhớ lại cách dùng đao vừa nãy của lão già què. Một người luyện, một người xem. Một người mắng, một người bị mắng. Lúc sốt ruột, lão già què liền nhảy lên đạp một cước, người bị trúng cước chỉ cười ngây ngô, không để ý chút nào. Cách chỗ bọn họ luyện đao chừng 100 mét, chính là tòa lầu gỗ 3 tầng của Hồng Tụ Chiêu. Lầu gỗ rất lớn, ít nhất cũng phải trên 100 gian phòng. Còn không kể chính đường rất lớn ở lầu 1. Nhiều người lực lớn, ngày hôm qua dưới sự nỗ lực của các cô nương, nô bộc, tùy tùng của Hồng Tụ Chiêu và các hàng xóm láng giềng, tòa lầu đã được quét dọn sạch sẽ. Chỉ là do quá lâu không có người ở, cho nên tòa lầu tỏa ra mùi nấm mốc khiến cho người ta không thoải mái. Các cô nương đều ở lầu 3. Mỗi người 1 gian phòng, vẫn thừa không ít phòng trống. Đủ để thấy quy mô lúc trước của Hồng Tụ Chiêu lớn như thế nào. Lúc trước Hồng Tụ Chiêu có rất nhiều cô nương, khiến cho người ta phải tán thán. Hồng Tụ Chiêu chỉ có ca múa, không làm thanh lâu. Ở đế đô, ca múa hành không có quá nhiều. Nhưng tốt xấu cũng có vài chục nhà có danh tiếng. Tuy nhiên, không buôn bán nhan sắc, chỉ tập trung vào việc ca múa thì chỉ có duy nhất một nhà. Lúc trước Trung Thân Vương Dương Kỳ mở Hồng Tụ Chiêu, từng nói qua muốn xây dựng một tòa ca múa lịch sự tao nhã nhất trong thành đế đô. Với thân phận của hắn, muốn làm được điều đó không phải là khó khăn. Trừ khi ai muốn chết, mới hỏi các cô nương của Hồng Tụ Chiêu tiếp khách hay không. Mãi cho tới lúc trời gần sáng các cô nương mới ngủ, cho nên tòa lâu có vẻ trống trải. Tùy tùng và các nô bộc còn đang vội vàng bố trí thu thập. Vị quản gia có địa vị không thấp ở Hồng Tụ Chiêu, Đồ Ngũ đã sớm dẫn theo 2 người hầu đi tới Phủ Nha Môn Trường An để báo bị. Sau đó còn phải thuê thêm một nhóm người giúp đỡ. Phần lớn mọi người còn đang trong mộng đẹp, nhưng Tức Họa Mi không có chút buồn ngủ nào. Có lẽ là vì 10 năm xa cách giờ trở lại đế đô khiến cho nàng có chút cảm hoài. Nàng đứng ở trước cửa sổ tòa lâu nhìn hậu viện, suy nghĩ xuất thân. Một mực đứng như vậy, không hề nhúc nhích. Cũng không biết nàng đang ngắm phong cảnh hiện tại, hay là phong cảnh của 11 năm trước. Đứng hồi lâu, nàng chậm rãi hít một hơi, hỏi nữ tử có dung mạo như tiên nữ bên cạnh. Lúc đi nửa đường, ta từng hỏi muội, cảm thấy thiếu niên kia như thế nào? Nàng nhìn thiếu niên gãy tay múa đao, lại hỏi. Vì luyện một thức đao bằng tay trái, tự đánh gãy tay phải. Người có dũng khí, quyết đoán và tâm trí như vậy, không thấy nhiều ở Đại Tùy. Hiện tại muội thấy hắn như thế nào? Tức Trúc Tâm mặc một bộ váy màu trắng như tiên nữ nhìn thân ảnh của thiếu niên kia, sắc mặt yên tĩnh như giếng. Giống như bất cứ chuyện gì cũng không thể quấy rầy tâm cảnh của nàng. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không biết thiếu niên kia có ở trong tầm mắt của nàng không. Lặng lẽ một lúc, nàng chỉ nói một chữ. Tham. Tức Họa Mi có chút ngạc nhiên, lập tức nhịn không được mỉm cười. Không có tham niệm, sao có chấp niệm? Tâm không cố chấp, sao có thể thành công? Tham cho tới giờ đều là động lực khiến cho người ta không ngừng phát triển và lớn mạnh. Mặt trời lên cao, chiếu xuống tòa một lâu của Hồng Tụ Chiêu tạo thành một cái bóng rất dài. Cùng với cái bóng của cây đại thụ bên cạnh, đứng chỗ cao thoạt nhìn, giống như một người khổng lồ đang chống trời vậy. Có lẽ chỉ vào lúc sáng sớm và hoàng hôn, đế đô Trường An mới bớt đi sự khắc nghiệt, nhiều hơn sự nhu hòa. Hồng Tụ Chiêu muốn mở cửa lần nữa ở Trường An, cần rất nhiều thủ tục rườm rà. Cho nên từ sáng sớm, quản gia Đồ Ngũ đã dẫn theo mấy người mang theo quà cáp tới Phủ Nha Môn Trường An. Cho dù quan phủ không gây khó dễ gì, nhưng không phải có thể làm xong thủ tục trong ngày 1 ngày 2. Tức Họa Mi thức cả đêm đứng phía sau cửa sổ, nhìn phong cảnh ở phía sau vườn và người ở trong phong cảnh. Đang lúc nàng suy nghĩ xuất thần, thì vài quan sai mặc quan phục binh bộ đi tới cửa chính của Hồng Tụ Chiêu. Nô bộc trong cửa đi lên hỏi han, vừa hỏi mới biết thì ra mấy người này tới là tìm Phương Giải. Nô bộc mời mấy vị quan sai ngồi xuống đợi, dâng trà nóng, sau đó vội vàng đi lên lầu 3 bẩm báo với Tức Đại Nương. Tức Họa Mi có chút trầm tư, rồi nói. Nếu là quan trên tới tìm, hẳn là không có việc gì. Ngươi đi gọi Phương Giải, thuận tiện gọi cả Lạc gia tới đây, bảo ra ta có việc cần nói với ông ấy. Nô bộc vâng một tiếng, rồi đi xuống hậu viện. Phương Giải và Lạc gia nghe xong, cùng nhau trở về. Xuất phát từ lễ phép, đầu tiên Phương Giải đi lên lầu 3 chào từ biệt Tức Họa Mi. Tức Họa Mi nhìn thoáng qua cánh tay gãy dùng cành khô buộc lại của Phương Giải, cầm lên một bao thuốc đã chuẩn bị từ trước trên bàn đưa cho hắn. Đôi khi quá cố chấp không phải là việc tốt. Phương Giải đang nghe truyện trên TV Audio CV nói cảm ơn, cười nói. Có lẽ đó không hẳn là cố chấp. Tức Họa Mi không nhắc lại việc luyện đao, nghĩ ngợi một lát, rồi ôn hòa nói: thành Phan Cố nhỏ nhoi không thể so với đế đô, người nơi này cũng không thân thiện như ở Phan Cố. Nhất là những người làm quan, về sau nếu phải cúi đầu thì không cần phải ngẩng đầu. Dù có chút khó xử, cũng cố gắng đừng lắc đầu. Trong lòng Phương Giải rất ấm áp, cúi người thi lễ rồi rời đi. Tức Họa Mi không nói thêm gì nữa, chỉ là không biết vì sao khi nhìn bóng lưng của thiếu niên kia, khẽ thở dài một tiếng. Lão già què như nhìn ra cái gì đó, nhẹ giọng hỏi một câu: có gì không ổn à? Tức Họa Mi khẽ lắc đầu, trong lòng nghĩ, có lẽ là mình nghĩ quá nhiều. Lúc Phương Giải đi xuống đại sảnh của lầu 1, mấy quan sai của binh bộ nhìn thấy vẻ chật vật của hắn, đều hơi chút sững sờ. Nhất là cánh tay buộc trên cổ, nhìn quả thực có chút thê thảm. Quan sai cầm đầu nhìn Phương Giải, chỉ nói một câu, đi theo ta tới binh bộ, liền quay đầu bước ra ngoài. Phương Giải gật đầu khiêm tôn, tỏ vẻ tôn kính với mấy vị quan sai nho nhỏ này. Phải biết rằng, ở một nơi như đế đô, có lẽ tùy tiện một tiểu lại không có thực quyền gì cũng có thể chặt đứt tiền đồ của hắn. Chẳng hạn như mấy vị chủ sự lục thất phẩm của binh bộ kia. Nếu là muốn cản trở hắn tham gia Diễn Vũ Viện, thì mấy vụ thủ tục cũng khiến cho hắn phải đau đầu. Cho nên với thái độ đạm mạc, lạnh lùng của bọn họ, Phương Giải chỉ có thể mỉm cười lắc đầu. Sự khác nhau lớn nhất giữa quan viên đế đô và quan viên địa phương, chính là cái giá. Một quan viên thất phẩm, đặt ở địa phương chính là huyện lệnh một phương, nắm giữ quyền to của cả huyện. Ở địa bàn của hắn có thể nói một không hai. Nhưng tới đế đô Trường An, quan thất phẩm nhiều như cẩu, mà phần lớn lại không có thực quyền. Dù vậy, quan viên đế đô vẫn kiêu ngạo khiến cho người ta không thích ứng. Rời khỏi Hồng Tụ Chiêu, Phương Giải liền nhìn thấy một cỗ xe ngựa đổ gần đó. Mà khi nhìn thấy cỗ xe ngựa kia, Phương Giải không nhịn được sững sờ. Trên xe ngựa không có bất kỳ ký hiệu nào. Ở Đại Tùy, vô luận là các bộ phủ nha môn, hay là thế gia đại hộ, đều có ấn ký thể hiện cho thân phận của bọn họ. Chẳng hạn như trên xe ngựa của binh bộ, bình thường đều vẽ hình một thanh đao và cái thuẫn màu đen. Trên xe ngựa của hộ bộ, bình thường thì có vẽ một cái cán cân, một bên cán cân có hình quyển sách, một bên thì có hình nén bạc. Mà thế gia đại hộ, thường dùng hoa và cây để biểu hiện cho gia tộc của mình. Chẳng hạn như Ngưu gia, trên xe ngựa vẽ hình cây mây rực rỡ, đại biểu cho gia tộc trường thịnh không suy. Lý gia Lũng Hữu, trên xe ngựa vẽ hình mãnh hổ hai cánh, đây là hình do tiên đế ban tặng, đại biểu cho sự vũ dũng và trung thành của Lý gia. Mà cỗ xe ngựa này, rất bình thường. Cho nên sắc mặt của Phương Giải hơi đổi, sau đó cúi đầu nhìn cánh tay gãy của mình, khẽ nhíu mày. Cũng không biết hắn đang lo lắng cái gì, hay là do cánh tay bị đau khiến hắn không nhịn được. Lúc quan sai cầm đầu đến gần xe ngựa, thái độ lại trở nên ôn hòa hơn không ít. Thậm chí còn vì Phương Giải vén rèm xe ngựa lên, nói một câu mời. Phương Giải vội vàng làm ra biểu lộ thụ sủng nhược kinh, chối từ vài câu mới đi lên xe ngựa. Tiếp theo là quan sai cầm đầu. Mấy người còn lại thì không lên theo, hôm nay ngươi thật may mắn. Đi lên xe ngựa, buông rèm xuống, thái độ của vị quan sai này càng thêm nhiệt tình. Có lẽ ở trước mặt người khác là hắn giả bộ như lạnh lùng, hoặc là vì che giấu vẻ mất tự nhiên của hắn. May mắn gì? Phương Giải hỏi. Quan sai cười nói. Chúng ta không cần tới binh bộ, mà là đi thẳng tới diễn võ trường ở ngoài thành. Hôm nay là cuộc thi cuối cùng chọn ra tam giáp của Diễn Vũ Viện. Những vị đại nhân của binh bộ đều tới diễn võ trường để quan sát. Ngươi thật may mắn là được đi tới đó. Ta đưa ngươi tới đó xong, chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Đại nhân của binh bộ có việc gì mà triệu ta tới? Phương Giải cẩn thận hỏi. Ta làm sao biết được, ta chỉ phụng mệnh làm việc mà thôi. Quan sai cười tự giễu. Có thể được vào diễn võ trường xem cuộc thi, đều là những nhân vật lớn. Thậm chí ngay cả Di Thân Vương đều thay mặt bệ hạ tới đó. Đủ biết triều đình rất coi trọng cuộc thi tam giáp cuối cùng này của Diễn Vũ Viện. Thứ cho ta cô lâu quả văn. Phương Giải hỏi. Tam giáp của Diễn Vũ Viện là những ai? Công tử Ngưu gia, Ngưu Tiếu. Công tử La gia, La Văn. Công tử Lý gia, Lý Phục Ba. Nói tới đây, vị quan sai giống như mở máy hát. Ba vị này đều là những nhân tài hiếm có. 3 năm ở Diễn Vũ Viện, vị trí tam giáp một mực hoán đổi, nhưng người khác không chen chân vào được. Vẫn do 3 vị công tử đó nắm giữ. Hôm nay là cuộc thi cuối cùng sau 3 năm học tập, cũng là tiền đồ sau này của bọn họ. vị quan sai này càng ngày càng có hứng nói chuyện, giúp Phương Giải nghe được không ít chuyện ở Diễn Vũ Viện. Chỉ là hắn không biết vị quan sai này mấy phẩm, lời của hắn có mấy phần là thật. Phải biết rằng có hai loại người có tính bát quái nhất, một là mấy bà cô bán rau củ, hai là những người làm quan. Dựa theo lệ cũ, người đứng đầu mỗi kỳ của Diễn Vũ Viện sẽ được phong thẳng làm tứ phẩm lang tướng, rồi điều tới 16 vệ của Đại Tùy nhậm chức. Tiền đồ có thể nói là vô lượng. Mà người đứng thứ hai và thứ ba, bình thường được phong làm ngũ phẩm biệt tướng, nhưng không thể tiến vào 16 vệ, mà thường được đưa tới biên quân để lịch lãm. Vị quan sai này có vẻ tự hào vì vốn hiểu biết của mình. Đây không chỉ là sự khác biệt về phẩm cấp, còn là một loại vinh quang. Ngưu Tiếu là trưởng tôn của Ngưu gia. Nghe nói lão thái gia của Ngưu gia rất coi trọng hắn. Vừa tiến vào Diễn Vũ Viện, liền đưa vật gia truyền chí bảo là Hồ Văn Châu cho Ngưu Tiếu. Bảo bối đó, chỉ có gia chủ các đời của Ngưu gia mới được đeo. Lão thái gia làm như vậy, ý nghĩa trong đó không cần nói cũng biết. Công tử La Văn là con trai độc nhất của Ung Châu Tả tiền vệ đại tướng quân La Diệu. Thuở nhỏ đã thông tuệ tuyệt luân. Đại tướng quân La Diệu là cường giả cửu phẩm vô địch đương thời. Có gia môn như thế, bản lĩnh của La Văn công tử có thể nhìn ra được. Hơn nữa khác với hai vị công tử kia, từ nhỏ hắn đã theo đại tướng quân La Diệu chinh chiến. Ung Châu thuộc về Nam Cương, là nơi mà dân bản xứ thường xuyên gây loạn. Hàng năm đại tướng quân đều giết ít nhất 1.000 người. Còn công tử Lý gia, Lý Phục Ba, coi như có vai trò thấp nhất trong ba vị công tử. 3 năm trước đây, hắn cưỡi một con liệt mã, lưng đeo cái bọc đi vào đế đô. Ai cũng không biết hắn là công tử của Lý gia. Thậm chí tiến vào Diễn Vũ Viện một thời gian ngắn, vẫn không có ai để ý tới hắn. Nhưng ngay lần đầu tiên khảo hạch, hắn liền nổi tiếng. Nghe nói, ngay cả Chu viện trưởng của Diễn Vũ Viện đều khen hắn không dứt miệng. Phương Giải nghe xong vị quan sai giới thiệu ba vị nhân tài nổi tiếng kia của Diễn Vũ Viện, nhìn không được trong lòng thở dài. Diễn Vũ Viện được xưng là một nơi đặc biệt nhất của Đại Tùy. Nhưng xuất ra danh tiếng vẫn là người của thế gia. Cho dù đệ tử hàng môn có cơ hội tiến vào Diễn Vũ Viện, chỉ sợ cũng chỉ là tầm thường vô vị. Nhưng Phương Giải hiểu, tình cảnh như vậy không phải là vì giáo sư của Diễn Vũ Viện thiên vị đệ tử thế gia, mà là người của thế gia từ nhỏ đã được học tập rất nhiều, đệ tử hàng môn còn lâu mới có thể so sánh được. Lúc người của hàng môn còn đang vất vả mưu sinh, thì người của thế gia đã đọc xong một lượt điển tịch binh thư rồi. Khởi điểm bất đồng, tiền đồ hơn nữa cũng bất đồng. Vị xoa gia này, cuộc thi cuối cùng là thi cái gì? Phương Giải hỏi. Nghe nói là công thủ ở diễn võ trường có một tòa thành bằng đất có phạm vi 4 dặm. Chuyên dùng để diễn luyện công thành và phòng ngự. Mà ba vị công tử kia, mỗi người phải dẫn theo một số lượng binh mã cố định tấn công thổ thành. Rồi từ đó bình ưu khuyết. Quan sai tự dễu nói. Còn cụ thể như thế nào, ta làm sao biết? Vị xoa gia này, liệu có thể nói cho ta biết, rốt cuộc các vị đại nhân của binh bộ có việc gì mà triệu ta? Để ta còn chuẩn bị trước, đỡ mất cấp bậc lễ nghi. Phương Giải rút ra một tấm ngân phiếu từ trong tay nhét vào tay vị quan sai. Nhưng hắn không chịu nhận. Không biết. Vị quan sai chợt trở nên lạnh lùng. Đến chỗ đó liền có người đón ngươi. Các vị đại nhân gọi ngươi tới có việc gì, ta làm sao biết được? Phương Giải ừ một tiếng, không hỏi nữa. Hắn cúi đầu nhìn cánh tay gãy, ánh mắt hiện lên một tia lo lắng. Hồng Tụ Chiêu. Lão già què nhìn Tức Họa Mi. Tiểu tử kia bỗng bị người của binh bộ gọi tới, không phải là có vấn đề gì chứ? Cô nhóc kia không biết đi đâu, ta đành phải dạy tên tiểu tử ngốc kia. Nếu tên đó cũng biến mất, thì chẳng phải ta không còn ai để dạy. Tức Họa Mi khẽ nhíu mày, trầm mặc hồi lâu mới nói. Lạc gia có cảm thấy Phương Giải và hắn có chút giống nhau. Là sự cố chấp. Lão già què khẽ giật mình, sau đó hỏi. Tức Họa Mi không trả lời. Nhìn cây đàn trên bàn, thần sắc có chút do dự. Vừa mới quay lại đế đô, ta không muốn gây ra phiền phức gì cho Hồng Tụ Chiêu, nàng nói. Lão già què biến sắc, khẽ gật đầu, nói một câu ta hiểu. Ông ta xoay người rời đi, bóng lưng thoạt nhìn có chút tiêu điều. Diễn võ trường. Trên đài theo dõi. Ngồi trung tâm chính là lục đệ của đương kim hoàng đế, cũng là vị thân vương duy nhất còn ở lại thành Trường An. Lúc đầu thất tử đoạt đích, sau khi đại hoàng tử và tam hoàng tử thất bại, một người bị đầy tới tháp Ninh An, một người bị cấm túc ở một chỗ vắng vẻ thuộc Nam Cương. còn thất hoàng tử chính là vị trung thân vương mất tích bí ẩn từ 10 năm trước, một mực tới hiện tại vẫn không có tin tức gì. Nhị hoàng tử được phong làm quả thân vương, đất phong ở vùng duyên hải tại Đông Cương. Ngũ hoàng tử ốm chết, truy phong làm gia thân vương. Lục hoàng tử chính là vị đang trò chuyện vui vẻ xem cuộc thi này, được phong làm di thân vương. Luôn ở Trường An không trở về, đất phong ở quận Bắc Lăng, Tây Bắc. Nghe nói lúc trước hắn khóc trống từ biệt hoàng đế cảm động và nhớ tình huynh đệ, liền giữ hắn lại. Vị di thân vương này không hề tham dự triều chính. Hàng ngày không phải trồng hoa, thì câu cá. Cả thành Trường An, hắn đều đã đi dạo một lần. Tuy nhiên, bởi vì hắn là vị thân vương duy nhất còn ở lại Trường An, hơn nữa làm người hiền hòa, rộng rãi. Đặc biệt hơn là không coi trọng tiền tài, thích giao du, làm nhiều việc trượng nghĩa, cho nên có danh vọng rất cao trong đám triều thần. Vị di thân vương này còn là một người tao nhã. Nghe nói có không ít người trong thanh lâu ở bờ sông Hâm Thủy ái mộ hắn. Dù đã vào tuổi trung niên, nhưng phong độ nhẹ nhàng, ăn nói lịch sự tao nhã, lại không mất phóng khoáng. Nhiều tiền lại nhàn, nữ nhân nào mà không thích. Di thân vương là người biết hưởng thụ cuộc sống. Cho nên cho dù ở diễn võ trường quan sát cuộc thi tranh tam giáp, vẫn dẫn theo 4 vị thị nữ như hoa như ngọc. Uống là rượu bồ đào ngon của Tây Vực. Ngón tay cái đeo nhẫn xanh biếc, là bảo bối của hoàng tộc tiền triều, giá trị liên thành. Hắn thích nhất là thưởng thức trà. Mà nước trà chỉ dùng nước Thanh Tuyền ở núi Ngàn Thọ cách đế độ 30 dặm. Hắn không đeo kiếm ngọc, nhưng thị nữ trong ngực ôm một thanh bảo đao. Năm đó hoàng đế của Đông Sở đã từng đề nghị dùng một tòa thành lớn để đổi mà không được. Hắn thích rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp, những thứ đẹp đẽ. Hắn tên là Dương Dận, là vị thân vương thoạt nhìn nhàn nhã tới rối tinh rối mù. Chừng nào thì bắt đầu? Hắn mỉm cười hỏi người bên cạnh. Ngồi bên cạnh hắn là một lão già thoạt nhìn cao lớn, tóc đen nháy, tìm không ra một sợi tóc trắng. Mặc một bộ áo bào bằng vải mềm, giày vải, khăn trắng. Chân gác lên, cầm trong tay 2 viên hạch đào. Sắc mặt hồng nhuận, tìm không thấy một nếp nhăn, cho dù tuổi của ông ta không hề nhỏ. Di thân vương Dương Dận hỏi một tiếng, không thấy trả lời. Hắn nghiêng đầu nhìn, nhìn không được cười phá lên. Lão già này, thì ra là đang ngủ. Đài quan sát không cao, cũng không lớn. Một hàng ghế đặt đó, chừng 10 mấy chiếc. Trong thành Trường An của Đại Tùy, nếu hoàng đế bệ hạ và hoàng hậu không ở, thì ngồi trung tâm dĩ nhiên là di thân vương Dương Dận. Mà lão già mặc áo vải kia, có thể ngồi bên cạnh di thân vương, ngoại trừ viện trưởng Chu Bán Xuyên của Diễn Vũ Viện ra, không ai có vinh dự đó. Chỉ là trong sự kiện quan trọng như vậy, tìm ra thứ tự tam giáp của Diễn Vũ Viện, Chu viện trưởng lại tựa vào ghế để ngủ. Không những ngủ rất say, còn chảy cả nước miếng. Di thân vương hỏi một câu không thấy trả lời, mới phát hiện vị Chu viện trưởng có uy vọng không ai bằng trong quân đội Đại Tùy lại đang mộng chu công. Di thân vương Dương Dận cười bất đắc dĩ, sai người cởi áo choàng của mình, rồi tự thân đắp lên người Chu viện trưởng. Thực ra hành động thoạt nhìn đơn giản này, lại mang theo 2 ý nghĩa. Thứ nhất, tỏ vẻ sự kính trọng của mình với Chu viện trưởng. Thứ hai, là lão nên tỉnh lại. Nhưng tiếc rằng, vị Chu viện trưởng đã quên mình 60 tuổi hay là 70 tuổi, hoặc là đã 80 tuổi này không có giác ngộ đó. Căn bản không có ý tỉnh lại. Nước miếng vẫn chảy dài từ miệng, không có chút uy nghi đáng có của viện trưởng Diễn Vũ Viện. Chu viện trưởng còn chưa tỉnh dậy, thì cuộc thi vẫn chưa thể bắt đầu. Cho nên, vị thân vương cùng 6-7 vị quan to tam tứ phẩm trên đài đành phải trơ mắt nhìn, yên lặng chờ đợi. Ai cũng phải bày ra vẻ kính lão. Ngay cả nói chuyện cũng không thể lớn tiếng. Ngồi ở dưới đài chính là các giáo sư của Diễn Vũ Viện. Còn có các tướng lĩnh của Thiên Tử Lục Quân đóng ở thành Trường An. Bọn họ nhìn cảnh này, nhưng không có chút ngạc nhiên nào. Nhất là đám giáo sư của Diễn Vũ Viện, bọn họ đã quen rồi. Trên thực tế, mỗi lần Diễn Vũ Viện mở cuộc thi, Chu viện trưởng dùng hơn nửa thời gian để ngủ. Nửa thời gian còn lại thì thất thần. Đợi thêm một lúc vẫn chưa thấy Chu viện trưởng tỉnh lại. Di thân vương có chút buồn chán đứng dậy giãn thân thể. Nhìn 4 mỹ nhân như hoa như ngọc, bỗng nói một câu. Nếu không mấy nàng nhảy múa cho các vị ở đây giải buồn. Những người khác lập tức biến sắc. Thực sự sợ vị thân vương điện hạ có thân phận tôn quý này biến một trường túc mục trở thành nơi ca múa biểu diễn. May mắn, Di thân vương điện hạ cũng hiểu điều đó. Không đợi có người khuyên hắn cười nói. chỉ là ngồi đợi có chút nhàm chán, nên nói giỡn mà thôi. Nghe vậy, những người ở đây mới thở phào một tiếng. Một vị viện trưởng không đáng tin là đủ rồi, nếu lại thêm một vị vương gia không đáng tin đại tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Hứa Hiếu Cung cũng phụng mệnh tới đây quan sát cuộc thi. Ông ta là người có biểu hiện lạnh nhạt, trấn định nhất trong đám người. Ông ta ngồi ngay ngắn trên ghế, nửa người trên thẳng tắp. Đầu hơi cúi, mắt xem mũi, mũi hướng tâm, giống như lão tăng nhập định vậy. Vị lão tướng 50 mấy tuổi này đã từng là bộ hạ cũ của Chu viện trưởng. Ông ta tự nhiên sẽ không quấy nhiễu giấc ngủ của Chu viện trưởng. Luận về tuổi tác, trong Thiên Tử Lục Quân, đại tướng quân Hứa Hiếu Cung của Hữu Kiêu Vệ là người đứng thứ hai. Mấy ngày hôm trước vừa qua sinh nhật 53 tuổi. Được bệ hạ ban thưởng một cây quạt có đề bút trên đó. Lại nói tiếp, Hứa Hiếu Cung là một vị đặc biệt trong 16 vệ của Đại Tùy. Bởi vì cả đời ông ta chưa từng đánh một trận đại chiến kinh thiên động địa nào. Cũng không có một chiến công nào đáng giá được ghi vào sử sách. Có người từng khinh thường nói qua, Hứa Hiếu Cung là vị kém cỏi nhất trong 16 vị đại tướng. Sở dĩ ông ta có thể ngồi lên vị trí đại tướng quân, không gì hơn 3 lý do. Thứ nhất là kinh nghiệm lão làng. Thứ hai là an phận. Thứ ba là xuất thân tốt. Lúc mới tòng quân, ông ta làm hiệu úy thám báo dưới trướng của Chu Bán Xuyên. 30 năm, con đường làm quan rất vững vàng, không thay đổi quá nhanh. Mất thời gian 30 năm mới ngồi lên vị trí đại tướng quân. Vô luận như thế nào cũng không thể nói là bình bộ thanh vân. Nhưng một người như vậy, tự hồ như lại được hoàng đế bệ hạ rất thưởng thức. 16 đại tướng quân của các vệ, 20 tổng đốc các đạo, không có vị nào được bệ hạ ban thưởng vào ngày sinh nhật. Di Thân Vương nhìn thoáng qua Hứa Hiếu Cung đang nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng mắng một tiếng, lão hồ ly. Hắn cười cười đi tới bên cạnh Hứa Hiếu Cung, lại sát gần tai của Hứa Hiếu Cung, thanh âm quá nhỏ, Hứa Hiếu Cung không nghe thấy. Ông ta đành phải mở mắt ra, hỏi. Điện hạ, ngài vừa nói gì vậy? Dương Dận thấp giọng nói. Đừng giả bộ, ngươi có biện pháp nào khiến cho Chu viện trưởng tỉnh dậy không? Hứa Hiếu Cung cười khổ một tiếng, đành phải hạ giọng nói một câu. Dương Dận có chút không dám tin, nhịn không được hỏi lại. Hứa Hiếu Cung gật đầu kiên định. Dương Dận đứng thẳng người, do dự một lát, thăm dò nói một câu. Cầm bài diệp tử lên đây, cô muốn cùng chư vị đại nhân đánh mấy trận. Lời này vừa ra, Chu viện trưởng lập tức mở mắt. Còn người không? Cho ta một chân. Ông ta mở mắt nhìn một vòng, thấy mấy vị quan lớn đều mắt xem mũi, mũi xem tâm, lập tức hiểu ra. Còn đám giáo sư ngồi phía dưới thì nhịn không được bật cười. Ở Diễn Vũ Viện, không ai không biết rằng Chu viện trưởng thích nhất là đánh bài, hơn nữa trình độ cực kỳ kém. Đánh ván nào thua ván đấy, thua xong liền quỵt nợ. Thế cho nên lúc các giáo sư trong Diễn Vũ Viện rảnh rỗi muốn đánh bài diệp tử, đều phải lén lút như làm gián điệp vậy. Nhưng chỉ cần người nói tới 3 chữ bài diệp tử, lập tức sẽ khơi dậy sự hứng thú của Chu viện trưởng. Thấy Chu viện trưởng tỉnh, Dương Dận âm thầm giơ ngón tay cái khen Hứa Hiếu Cung. Hứa Hiếu Cung vụng trộm nhìn Chu viện trưởng đang hung hăng nhìn mình, vẻ mặt xấu hổ. Bắt đầu. Chu viện trưởng lau nước miếng mở miệng, nhìn 3 vị tướng lãnh trẻ tuổi đứng song song ở phía dưới, tùy ý khoát tay nói. Muốn đánh thế nào thì đánh. Có 2.000 quân coi giữ thổ thành. Nhưng ta chỉ cho các ngươi mỗi người 500 binh lính. Ai chiếm được thành thì đứng đầu. Vị trí thứ 2 và thứ 3 cũng không cần chia ra. Dù sao cũng không có tác dụng gì. 500. Ngưu Tiếu, La Văn, Lý Phục Ba không ai bảo ai đều kinh ngạc lặp lại. 3 người nhìn nhau, không ai dám hỏi. Không phải lúc trước cho mỗi người 1.000 binh lính sao? Sao giờ Chu viện trưởng vừa ngủ một giấc liền giảm xuống còn 500 người? Bọn họ tự nhiên không biết rằng, bọn họ bị giảm nhân mã xuống, là vì Chu viện trưởng bị quấy rầy xuân mộng, tâm trạng rất không sướng. Bởi vì đế đô thực sự quá lớn, cho nên Phương Giải ngồi xe ngựa ra khỏi thành theo quan đạo thẳng tới diễn võ trường thì đã tới giữa trưa. Vị quan sai kia là người khá chu đáo, chuẩn bị không ít đồ ăn trên xe. Dù chỉ là mấy thứ điểm tâm, nhưng đối với một người chưa ăn gì từ tối hôm qua như Phương Giải, thực chẳng khác nào phúc âm. Dù vị quan sai này không thu ngân phiếu của Phương Giải, nhưng thoạt nhìn vẫn bình thường. Mời Phương Giải ăn điểm tâm, nghĩ ngợi một lúc lại nói. Lát nữa tới nơi, đừng hỏi quá nhiều. Dẫn ngươi tới đâu thì ngươi đi tới đó. Nếu vì nói nhiều mà bị người quở trách, thì đừng nói là ta không nhắc nhở ngươi. Phương Giải vâng một tiếng, lại rút ngân phiếu nhét vào tay của quan sai. Mấy thứ điểm tâm này ăn thật ngon, nhưng tiếc rằng tiểu đệ mới tới đế đô nên không biết chỗ nào để mua. Nếu đại ca có lúc nào rảnh rỗi đi mua, thì nhớ mua thêm cho tiểu đệ một ít. Đa tạ. Quan sai do dự một chút, cuối cùng là nhận lấy ngân phiếu, mua về ta sẽ sai người mang tới quý phủ của ngươi. Lúc nói lời này, trong mắt hắn lóe lên vẻ thương cảm và đáng tiếc. Cất kỹ ngân phiếu, trong lòng quan sai thầm nói, ngươi chớ trách ta, việc này ta cũng chỉ là thân bất do kỹ. Về sau ta sẽ mua cho ngươi điểm tâm ngon, còn có tiền giấy đặt ở trước mộ của ngươi là được. Dù lần đầu gặp nhau, nhưng hắn không hề có ác cảm gì với vị thiếu niên có khuôn mặt sạch sẽ, thanh tú này. Nhưng ngoại trừ âm thầm đáng tiếc ra, hắn không thể làm được gì. Xe ngựa lay động thêm nửa canh giờ, cuối cùng đã tới bên ngoài diễn võ trường. Cổ xe ngựa dừng lại ở ngoài cửa, một nam tử mặc áo bào đen đã đợi sẵn ở đó. Sau khi Phương Giải xuống xe, nam tử mặc áo đen kia lạnh lùng hỏi, ngươi chính là Phương Giải? Phương Giải gật đầu, người nọ xoay người liền đi vào trong. Phương Giải vội vàng đuổi theo, vô ý thức nắm lấy thanh đao loang lỗ. Nam tử áo đen thấp giọng nói nhỏ với binh sĩ trong cửa vài câu, người binh lính kia chỉ liếc nhìn Phương Giải, liền lập tức cho đi. Đi theo sau người mặc áo đen, Phương Giải không ngừng đánh giá địa hình của diễn võ trường. Đại Tùy hùng cứ Trung Nguyên, quân đội thiên hạ vô song. Vô luận là kiêu ngạo vì cái gì, hoàng đế và triều đình Đại Tùy để biểu hiện ra một tính cách đặc biệt, chính là đại khí. Lớn tới kiến trúc, nhỏ tới ăn mặc, đều chú ý tới đại khí. Đế đô Trường An chính là minh chứng tốt nhất. Mà diễn võ trường đã biểu hiện đại khí kia tới cực hạn. Nơi này không chỉ có sân đấu bằng phẳng rộng lớn, không chỉ có một tòa thổ thành rộng 4 dặm, mà còn chứa cơ hồ mọi loại địa hình. Thậm chí còn có một tòa núi giả do nhân lực đắp thành. Sông, hồ, rừng rậm, đồng cỏ, có đầy đủ mọi thứ. Nhìn cảnh tượng này, khiến cho Phương Giải không thể không cảm khái. Ngươi cứ theo đường này đi thẳng. Thấy một cửa nhỏ thì đi vào. Phía nam bên kia chính là thổ thành. Đi thêm không xa có thể nhìn thấy đài quan sát. Những vị đại nhân muốn gặp ngươi đều ở đó. Ta không có quân lệnh nên không thể đi vào được. Cho nên chỉ có thể do một mình ngươi tới đó. Nam tử áo đen dừng lại, nói với Phương Giải. Đợi các vị đại nhân hỏi han xong, thì ngươi cứ theo đường cũ trở về. Ngàn lần đừng quấy rầy tới cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện. Vâng. Phương Giải lên tiếng, chỉnh sửa lại quần áo rồi đi về phía trước. Đợi chút. Người nọ bỗng gọi Phương Giải lại, chỉ thanh tàn đao đeo ở thắt lưng của Phương Giải. Không được mang binh khí vào. Phương Giải trầm mặt một lúc, rồi chăm chú nói. Biên quân Đại Tùy không rời khỏi đao bên người. Cho dù vào triều yết kiến, trừ khi hoàng đế ra lệnh, nếu không cũng không phải cởi đao. Người nọ nao nao, nhỏ giọng nói thầm một câu, đeo đao cũng tốt, trong tay có đao, chết mới nhanh. Hắn khoát tay áo, giống như chẳng muốn để ý, nhưng chính vì hắn không kiên trì, vẻ sắc lạnh trong mắt Phương Giải mới càng ngày càng đậm. Hắn chậm rãi đi tới cửa nhỏ, hít sâu một hơi, sau đó đẩy cửa đi vào. Mới đẩy cửa, một bóng người lao tới. Một thanh đao đột ngột đặt trước cổ Phương Giải. Phương Giải không dám động đậy, mà nói một câu ta phụng mệnh tới hỏi một chút, khi nào thì mang cơm trưa tới cho các vị. Những lời này rất ngu ngốc, nhưng tuyệt đối hữu dụng. Trong lúc người kia còn đang sững sờ, Phương Giải đã nhìn thấy tràng cảnh trước mặt. Phía trước đâu phải là đài quan sát gì đó, là một tòa quân doanh. Mà kề đao ở cổ Phương Giải là một binh sĩ mặc bì giáp màu đen có số của Đại Tùy. Cánh cửa nhỏ này không phải là đi lên đài quan sát, mà là đi vào binh doanh của một người tham gia cuộc thi lần này. Trong nháy mắt, Phương Giải hiểu ra, tên mặc áo đen vừa nãy là cố ý dẫn hắn đi ngược đường. Người kia nói đài quan sát ở phía bắc, thổ thành ở phía nam, nhưng sự thật là trái lại. Đài quan sát, căn bản là ở bên kia thổ thành. Nói cách khác, một tòa thổ thành rộng 4 dặm, hắn không nhìn thấy đài quan sát, người trên đài quan sát cũng không nhất định nhìn thấy hắn. Cho nên nếu hắn chết ở đây, sẽ không khiến cho các vị đại nhân kia chú ý. Chính trong nháy mắt, Phương Giải rốt cuộc hiểu ra mình bị người khác tính kế. Đang lúc hắn muốn thừa dịp binh lính kia sững sờ để lùi lại đằng sau, thì đằng sau vang lên tiếng đóng cửa. Theo sát đó là tiếng khóa cửa. Hiển nhiên là đã có người khóa cửa ở bên ngoài. Đang lúc Phương Giải mới hiểu ra mọi chuyện, thanh đao trong tay người binh lính bỗng động. Đao phong sắc bén đã tới trước cổ họng của Phương Giải. Thậm chí hắn có thể cảm giác được cái rét lạnh của đao phong. Thanh đao này là hoành đao của Đại Tùy. Phương Giải không chút nghi ngờ rằng, chỉ cần binh lính kia khẽ động cổ tay, máu từ động mạch chủ của hắn sẽ phun ra như suối. Ngàn cân treo sợi tóc. Đây là một tòa quân doanh không tính là lớn, liếc nhìn một cái có thể nhìn ra có bao nhiêu lều vải. Cánh cửa nhỏ mà Phương Giải đi vào là phía sau quân doanh. Phía trước quân doanh chừng 3 dặm, chính là tòa thổ thành được định làm chiến trường hôm nay. Mà tòa quân doanh này thuộc về một trong 3 vị tướng lĩnh trẻ tuổi kiệt xuất của Diễn Vũ Viện. Chỉ là không biết thuộc về ai. Bởi vì nơi này là phía sau cùng của quân doanh, cho nên Phương Giải may mắn ở chỗ, chỉ có 2 binh lính trông coi. Mà bất hạnh ở chỗ, hắn vừa mới vào cửa đã bị gác đao ở cổ. Ngươi là ai? Binh sĩ cầm đao lạnh lùng hỏi. Phương Giải có thể cảm giác được ánh mắt của đối phương nhìn chằm chằm vào cổ của mình. Đúng vậy, không phải nhìn vào mặt, mà là cổ. Hắn xuất thân từ biên quân Đại Tùy, nên rất hiểu quân luật của Đại Tùy. Hắn biết dưới tình huống như bây giờ, chỉ cần mình có bất kỳ hành động nào khác thường, binh lính kia sẽ không do dự vung đao cứa cổ hắn. Quân luật của Đại Tùy, bất luận kẻ nào, nếu tự tiện xông vào quân doanh, binh lính trong cửa bắt gặp, thậm chí có thể không cần xin chỉ thị của chủ tướng là có thể một đao chém xuống. Năm đó có một vị công tử của Thượng Thư Đại Nhân nhị phẩm, bởi vì tò mò với quân doanh của quân phòng ngự trong thành Trường An, đã dẫn theo vài gia đình trèo tường đi vào. Kết quả là mới nhảy vào đã bị binh sĩ tuần tra bắt gặp. Binh sĩ tuần tra lập tức lớn tiếng quát lên, ra lệnh cho bọn họ quỳ xuống. Không phải công tử thế gia nào cũng là người giỏi giang và có lòng dạ sâu đậm. Luôn có mấy tên không học vấn, không nghề nghiệp. Rất không may, vị công tử của Thượng Thư Đại Nhân này thuộc về loại người đó. Bảo hắn quỳ xuống, đến cha của hắn cũng không có cái quyền lợi đó. Bởi vậy hắn chửi ầm lên. Vốn tưởng rằng có thể hù sợ binh lính tuần tra. Ai biết đối phương hô 3-4 lượt mà hắn không quỳ xuống, liền không chút do dự bắn tới một trận mưa tên. Tính cả vị công tử kia, 4-5 người đều biến thành con nhím. Lúc ấy chuyện này gây xôn xao thành Trường An. Đầu đường cuối ngõ đều đàm luận. Nếu dựa theo cái nhìn của Phương Giải, việc này sẽ chẳng dẫn tới đâu. Nhưng mấy binh sĩ giết tên công tử sẽ rất nhanh biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rồi mai danh ẩn tích. Bình thường xử lý những việc như vậy sẽ không đặt ở ngoài sáng. Có lẽ bề ngoài thì vị cầm quyền kia ngoại trừ an ủi Thượng Thư Đại Nhân ra, còn có thể giả mù sa mưa phê bình một phen. Tội danh dung túng con cái, giáo dưỡng không nghiêm là không tránh khỏi. Nếu hướng ở chỗ sâu, thậm chí có thể định là miệt thị quân luật Đại Tùy. Nhưng từ một nơi bí mật nào đó, người cầm quyền sẽ giết vài người đưa một cái công đạo cho Thượng Thư Đại Nhân. Dù sao, so với một vị Thượng Thư nhị phẩm mà nói, chết vài tên binh lính nho nhỏ, thực không phải là chuyện to tát gì. Trên thực tế, sự việc không giống như Phương Giải phỏng đoán. Bởi vì Phương Giải vẫn còn mang theo tư duy của kiếp trước. Cho nên suy nghĩ thường hướng theo kiểu u ám. Đây là Đại Tùy, không phải là kiếp trước của Phương Giải. Đón nhận nỗi đau mất con, việc đầu tiên mà Thượng Thư Đại Nhân làm, chính là dâng tấu thỉnh tội lên bệ hạ. Sau đó bản thân gỡ lương quan xuống, đóng cửa tự kiểm điểm. Hoàng đế hạ chỉ tới cả nước nghiêm khắc trách cứ. Chỉ có phần cuối mới an ủi vài câu. Mấy binh sĩ giết người không chịu trách phạt gì cả. Tuy nhiên, không có ai trong bọn họ vì việc này mà được thăng chức. Thậm chí 6-7 năm qua đi, không ai trong bọn họ thăng tới chức quan thấp nhất trong quân đội là chức đội trưởng. Còn bệ hạ dùng cái gì để an ủi vị Thượng Thư Đại Nhân kia thì không có ai chú ý, cho nên nguy cơ hiện tại của Phương Giải là làm sao dùng một lời ngắn gọn thuyết phục binh sĩ trước mặt này không giết hắn. Phía trước hắn nói là mình đưa cơm tới, chỉ có thể khiến người kia dừng thanh đao trong vài giây. Kỳ thực ta là gian tế. Hắn nói 6 chữ. Binh sĩ cầm đao sửng sốt, sau đó quay đầu nhìn đồng bạn của mình. Dẫn hắn đi gặp La tướng quân. Binh sĩ kia cơ hồ không do dự đưa ra quyết định. Điều này làm cho Phương Giải âm thầm thở phào. Việc kế tiếp hắn cần làm là, chính là lúc gặp vị La tướng quân kia, nghĩ tới một lý do hợp lý để thoát thân. Hiện tại bên cạnh hắn không có đại khuyển và một tiểu yêu, cánh tay phải lại không sử dụng được. Hắn chỉ có một thanh đao đã hoen gỉ. Không, đao cũng đã bị tịch thu. Đi theo sau người binh lính kia, Phương Giải không ngừng tính kế. Hiện tại hắn không có thời gian lo lắng rốt cuộc mình đã đắc tội với ai, khiến bản thân rơi vào tình cảnh nguy hiểm như bây giờ. Điều hắn cần làm chính là dùng thời gian ngắn nhất để nghĩ ra biện pháp, ít nhất còn sống rời khỏi nơi này. Ngươi là người của Lý Phục Ba hay là Ngưu Tiếu? Binh lính kia đi được mấy bước, bỗng lạnh giọng hỏi một câu. Phương Giải chợt lóe lên ý tưởng trong đầu. Thấy La tướng quân, ta tự nhiên sẽ nói. Hắn ưỡn ngực, thần thái có chút ngạo nghễ. Người lính kia đánh giá Phương Giải vài lần, cười lạnh nói. Ngươi không phải giả vờ giả vịt. Nếu có cốt khí thì sao lại lập tức thừa nhận mình là gian tế? Còn có, kẻ phái ngươi tới có phải say rượu hay không, mà chọn một tên tàn phế như ngươi? Phương Giải khẽ giật mình, vô ý thức nhìn cánh tay. Hắn ngẩng đầu nhìn người binh lính kia, chăm chú nói sở dĩ lập tức thừa nhận thân phận của mình là vì ta không có hy vọng dò thăm được tình báo gì. Vừa tới doanh trại của các ngươi đã bị phát hiện, che che lấp lấp còn không bằng sảng khoái thừa nhận. Muốn đánh muốn phạt thì cứ làm. Về phần vì sao không nói cho ngươi ta là do ai phái tới, bởi vì ngươi không có tư cách để nghe. Câu trả lời rất kiêu ngạo, thậm chí khiến người ta tức giận. Nhưng binh sĩ dẫn đường không tức giận, mà tươi cười nói. Chúng ta đều là binh lính từ Hữu Kiêu Vệ tuyển tới. Hôm nay chỉ là làm việc cho người khác, có ai thực sự trách phạt ngươi đâu. Thất bại chính là thất bại. Cùng lắm là sau khi kết thúc trận đấu cấm túc ngươi mà thôi. Hữu Kiêu Vệ. Phương Giải ghi nhớ ba từ mấu chốt này. Âm thầm lục lọi thông tin về Thiên Tử Lục Quân Đại Tùy mà mình biết. Đại tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Hứa Hiếu Cung. Tướng quân của Hữu Kiêu Vệ là Tạ Nhiên. Mà tay của ngươi rốt cuộc bị sao vậy? Binh lính kia nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phương Giải trầm mặt một lúc, rồi rất nghiêm túc nói. Nhận lệnh của quân doanh bên ta, kết quả là bị người bản doanh tưởng lầm là đào binh. Trong lúc nóng vội chạy trốn thì bị vấp ngã. Tùy tiện nhặt tấm vải rách buộc lại, ngươi thật xui xẻo. Binh lính kia không khỏi cảm khái nói. Cũng rất đần. Dù ba vị công tử tham gia cuộc thi hôm nay đều chưa có quân chức chính thức. Nhưng đám binh lính không có khúc mắc gì khi gọi bọn họ là tướng quân. Ba người này, vô luận là ai đoạt được giải nhất, sau này rời khỏi Diễn Vũ Viện, ít nhất bọn họ cũng có được chức biệt tương ngũ phẩm. Lần đầu chạm mặt vị được mọi người xưng là Tiểu La tướng quân, La Văn, Phương Giải cảm thấy hắn là một người không thích cười, cũng không hiểu làm sao để cười. Lạnh lùng như băng vậy. La Văn mặc một bộ quần áo màu đen, không giáp trụ, ngồi trên ghế, ánh mắt đạm mạc nhìn lướt qua Phương Giải bị áp vào. Kiểu đạm mạc này, cũng có thể lý giải là do cao cao tại thượng. Chỉ một ánh mắt, có thể biểu hiện rõ ràng rằng ngươi và hắn không phải là người cùng một thế giới. La Văn không cao lớn, chỉ bình bình. Cao khoảng 1m7, không mập, không gầy, tỷ lệ hoàn mỹ, eo bó, chân rất dài. Không thể không nói đây là một nam tử rất anh tuấn. Mi như kiếm, mắt như sao. Góc cạnh rõ ràng, vẻ mặt không có biểu lộ gì. Mắt của hắn rất to, cái mũi rất cao, không để râu, thoạt nhìn sạch sẽ. Hắn chỉ đạm mạc liếc nhìn Phương Giải, lập tức thu hồi ánh mắt, lại nhìn chăm chú bản đồ trên mặt bàn. Đó là địa đồ của tòa thổ thành. Phía trên được đánh dấu rất chi tiết. Tay hắn cầm một cây bút thang. Trên bản đồ có rất nhiều đường nối. Dù cách còn xa, nhưng Phương Giải có thể nhìn ra được. Mỗi đường thẳng trên bản đồ là đại biểu cho một tuyến tấn công. Mang xuống. Đợi xong cuộc thi thì thả hắn ra. La Văn nhàn nhạt phân phó một câu. Thậm chí không ngẩng đầu nhìn Phương Giải. Mấy binh lính trong cửa đi lên, chuẩn bị trói Phương Giải lại. Không cần trói. La Văn khoát tay, ý bảo chỉ cần dẫn đi là được, ngài không hỏi xem ta là do ai phái tới à? Phương Giải hỏi. La Văn không trả lời. Lực chú ý vẫn ở trên tấm bản đồ. Cho dù ngài không muốn biết ai phái ta tới, nhưng lẽ nào ngài không muốn biết người kia chuẩn bị tấn công như thế nào sao? Phương Giải lại hỏi. La Văn không ngẩng đầu, chỉ lạnh nhạt nói. Một tên vô danh tiểu tốt như ngươi, nếu như có thể biết được hướng tấn công của tướng quân nhà ngươi mới là việc lạ. Ra ngoài đi, ta sẽ không làm khó ngươi. Dù sao ngươi cũng là người của Hữu Kiêu Vệ. Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung cho bọn ta không nhiều nhân mã lắm. Giữ ngươi lại, đối thủ của ta liền thiếu đi một người. Cho dù thiếu đi một mình ngươi cũng không ảnh hưởng gì toàn bộ cục diện. Có ảnh hưởng. Phương Giải chậm rãi hít một hơi, nói. Ngài giữ lại ta, không phải đối thủ của ngài thiếu đi một người lính, mà là ngài có nhiều thêm một người lính. Một người lính rất hữu dụng. La Văn rốt cuộc nhịn không được ngẩng đầu, lần thứ hai liếc nhìn Phương Giải. Mang xuống. La Văn khẽ lắc đầu. Ta biết ngươi nóng lòng muốn biểu hiện bản thân. Nói không chừng chính là bản thân ngươi chủ động yêu cầu tới chỗ ta để tìm hiểu tin tức. Sau khi bị phát hiện thì lo sợ bị mất cơ hội biểu hiện với bên kia, cho nên ngươi mới có bộ dáng như thế này ở trước mặt ta. Thanh âm không có sự trào phúng, nhưng còn tổn thương lòng người hơn bất kỳ sự trào phúng nào. Mấy binh linh đi lên đè Phương Giải xuống. Phương Giải cười khinh thường, ném ra vấn đề cuối cùng nhằm hấp dẫn sự chú ý của La Văn. Tướng quân đang đợi tới trời tối phải không? Những lời này đã khiến động tác vung bút của La Văn cứng đờ lại. Lần thứ ba hắn ngẩng đầu nhìn Phương Giải, ánh mắt rõ ràng đã có sự thay đổi. Ngươi tên gì? Hắn hỏi. Điều này không quan trọng. Phương Giải giãy khỏi một binh sĩ muốn lôi hắn ra ngoài, mỉm cười có chút khinh thường. Ta không phải là gian tế gì đó, mà chỉ là một kẻ vô danh không cẩn thận bị trúng kế của người khác. Vừa nãy lúc đi đường ta thuận tiện quan sát xung quanh. Quân doanh của tướng quân hẳn là có không quá 500 người. Ta cũng đã quan sát qua thổ thành ở đằng kia. Bên trong không có nhiều binh lính canh giữ lắm, hẳn là không quá 300 người. Nhưng cho dù tướng quân huy động toàn bộ 500 người của ngươi cũng không thể phá được thành, cho dù là đánh lén vào ban đêm. Tướng quân đang đợi tới trời tối. Hai người kia chắc hẳn cũng như ngài, đợi đêm đến. Hơn nữa ba vị hẳn là không chỉ đang đợi trời tối, mà còn đang đợi người kia động thủ trước. Thi đấu công thành như thế này, người cuối cùng ra tay rõ ràng là chiếm tiện nghi nhất so với người đầu tiên ra tay. Nếu đổi là ta, ta cũng sẽ không xõa hồ hồ là người đầu tiên dẫn binh tấn công. Nói xong, Phương Giải nhìn La Văn, chờ đợi câu trả lời của hắn. La Văn trầm mặt một lúc, sau đó gật đầu nói. Ta tin ngươi, vì sao? Phương Giải khẽ giật mình. La Văn chỉ vào cành cây khô mà Phương Giải buộc tạm vào cánh tay phải, nói. Đó là cành mai, trong diễn võ trường không có cây mai. Thậm chí từ nơi này tới đế đô, hai bên đường sẽ không tìm thấy một cây mai nào. Ngươi là từ trong thành đi ra. Có thể tới được nơi này, tất nhiên là có người dẫn vào. Hắn dừng một chút, rồi nói tiếp. Ta không quan tâm ngươi bị ai tính kế, ngươi đã vào đại doanh của ta, ngươi đã có thể nhìn ra ta đang đợi điều gì, vậy thì ngươi mau thành thật nói ra suy nghĩ của ngươi. Bằng không, hiện tại ta không ngại giết ngươi. La Văn nhìn chăm chú vào Phương Giải, nói. Ngươi không phải là quân binh của đại tướng quân Hứa Hiếu Cung. Thậm chí có lẽ ngay cả quân nhân cũng không phải. Chỉ là một tên tặc tử nào đó tự tiện xông vào quân doanh. Nếu ta nguyện ý, băm ngươi thành thịt nát, cũng không có ai hỏi tội ta. Ta là quân nhân, ta biết quân luật của Đại Tùy cực kỳ nghiêm khắc. Cho nên ta biết tướng quân không phải là đang hù dọa ta. Sở dĩ ta một mực khiến cho tướng quân chú ý, chính là muốn vì tướng quân làm ít việc. Bởi vì chỉ có giúp ngài mới có thể giúp ta. Ít nhất nếu không có ai hộ tống ta ra ngoài, thì một chuyện đơn giản như trở về đế đô cũng khó khăn. Những kẻ muốn giết ta không thực hiện được âm mưu, thì bọn chúng sẽ tự tay động thủ. La Văn gật đầu, nghĩ ngợi rồi nói ta mặc kệ ngươi đắc tội với ai, cũng không quan tâm người mà ngươi đắc tội liệu ta có đắc tội nổi không. Nhưng nếu ngươi có thể nghĩ ra biện pháp đi lên tòa thổ thành kia, ít nhất ta có thể giúp ngươi vào đế đô an toàn. Đồng ý. Phương Giải gật đầu nói. Giúp ta vào thành là đủ rồi. La Văn bắt đầu có chút yêu mến giọng nói tự tin của người thiếu niên này. Mặc dù sự xuất hiện của hắn có chút ly kỳ. Nếu những lời ngươi nói là thật, thì ta phải công nhận rằng ngươi là người rất thông minh. Những kẻ muốn hại ngươi lần này nhưng không thành công. Với trí tuệ của ngươi, lần sau cũng chưa chắc thành công. Thời khắc ở trong tình thế nguy hiểm, không dám lơ là. La Văn không đi sâu vào lý giải hàm nghĩa trong đó. Hắn không biết Phương Giải, nên không thể tưởng được những chuyện trong đó. Cho nên hắn không có tiếp tục đề tài này, mà là nói giản lược nội dung của cuộc thi. Sau đó thì chỉ cho Phương Giải xem những phương án tấn công mà hắn đã loại bỏ. Ngươi xem bản đồ này đi, nếu ngươi có thể xem hiểu. Phương Giải lắc đầu. Quân coi giữ có 2.000, tướng quân chỉ có 500 binh lính. Giờ không phải là lúc xem bản đồ. Bởi vì vô luận xem kiểu gì trận này đều không thể thắng. Đoạt giải nhất. Chỉ sợ Chu viện trưởng vốn không có suy nghĩ để các vị cướp được giải nhất kia. Trên đài quan sát, Di Thân Vương Vương Dận vuốt vuốt lông mày nhăn, hỏi Chu viện trưởng ngồi bên cạnh. Chu lão, sao tới giờ vẫn chưa thấy động tĩnh gì? Chu Bán Xuyên uống một ngụm trà, cười nói. Ban ngày không đánh, buổi tối chưa hẳn không đánh. Thời hạn của cuộc thi là 3 ngày, không vội không vội. Đại tướng quân Hữu Kiêu Vệ Hứa Hiếu Cung ngồi một bên, cũng không nhịn được thở dài. Nếu để hạ quan cầm quân trong trận chiến này, chỉ sợ trong thời gian ngắn cũng không biết động thủ như thế nào. Muốn đoạt giải nhất, càng khó khăn đoạt giải nhất. Chu viện trưởng cười cười, bí hiểm nói. Mỗi người chỉ có 500 binh lính. Đừng nói là ngươi dẫn quân, cho dù là ta cũng không đánh thắng được. Muốn đoạt giải nhất? Nằm mơ, đi thôi. Ý của lão là? Dương Dận không hiểu, hỏi. Muốn công phá thổ thành chỉ có một biện pháp. Xem trong 3 người bọn họ, ai nghĩ ra trước. Ai nghĩ ra trước, thì miễn cưỡng tính là đạt giải nhất. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Còn chưa tới 1 tháng nữa thì tới cuộc thi Diễn Vũ Viện. Thời tiết đã dần chuyển từ ấm áp sang nóng khiến người ta có chút buồn bực. Có lẽ chính vì lý do đó mà năm nay Hoàng đế bệ hạ chuyển ra ngoài Đông Noãn Các sớm, tới Sướng Xuân Viên cách Thái Cực Cung chừng 20 dặm. Trong Sướng Xuân Viên, cây mọc thành ấm. Hàng năm cứ vào giữa hè, Hoàng đế lại chuyển tới nơi này ở, việc này không phải là việc kỳ lạ gì. Nhưng năm nay Hoàng đế lại chuyển tới ở sớm hơn tận 1 tháng. Có vẻ như có chút thâm ý gì đó. Lúc nhàn hạ, các thần tử khó tránh khỏi nghị luận việc này. Ai cũng không thể nghĩ ra là chuyện gì đã khiến lòng bệ hạ nóng hơn mọi năm. Cần phải tới Sướng Xuân Viên để thanh tịnh. Hoàng đế xác thực cần thanh tịnh. Bởi vì hắn phát hiện lòng mình đã tới lúc không tỉnh. Chính hắn cũng biết nguyên nhân trong đó. Nhưng những việc như thế này, có lẽ chỉ tới ngày xảy ra, lòng hắn mới có thể yên tĩnh lại. Kế vị 11 năm, vị hoàng đế có ý chí cao ngút này, rốt cuộc đã muốn động tới dao găm trong tay. Tô Bất Úy nghiêng người dựa vào ghế đất, hoàng đế chỉ chén trà ở trước mặt, nói. Gần đây ngươi có vẻ lười biếng nhỉ. Rót thêm trà cho trẫm. Tô Bất Úy không dám nhắc nhở, là vừa nãy hoàng đế bệ hạ đã phân phó không cần rót thêm trà. Vội vàng cầm chén trà rửa đi, thêm một chén trà mới, bệ hạ mệt à. Hắn cẩn thận hỏi. Hoàng đế nhắm mắt, day trán, từ một tiếng, trầm mặt một lúc rồi nói. Đi gọi Sầm quý nhân tới đây. Tài xoa bóp của nàng ấy khó ai bằng được. Không biết có phải tối hôm qua trúng gió hay không, mà chưa quen với cái mát mẻ ở Sướng Xuân Viên cho lắm. Vai đau, lưng cũng đau. Nô tỳ đi gọi. Tô Bất Úy vội vàng quay người định đi, hoàng đế lại khẽ lắc đầu nói. Về sau chuyện như vậy để cho kẻ dưới đi làm. Ngươi là thái giám cầm bút của ngự thư phòng, nếu suốt ngày làm mấy việc lặt vặt, truyền ra ngoài không sợ người khác nói ngươi vô năng, không biết trị người dưới sao. Phân phó cho kẻ dưới đi làm là được, trẫm còn có việc nói với ngươi. Vâng. Tô Bất Úy đi ra ngoài phân phó cho tiểu thái giám đi mời Sầm quý nhân tới, rồi vội vàng quay lại phòng cúi đầu đứng đó. Hoàng đế vừa day huyệt thái dương, vừa nói. Diễn võ trường bên kia có tin tức truyền tới chưa? Trẫm đã phân phó, một khi có kết quả thì lập tức báo cáo. Tô Bất Úy vội vàng nói. Còn chưa có tin tức mang tới. Cuộc thi này là cuộc thi cuối cùng định ra tam giáp của Diễn Vũ Viện, thời hạn là 3 ngày. Hôm nay mới là ngày đầu tiên, chắc kết quả sẽ không tới nhanh như vậy. Hoàng đế nhìn màn đêm bên ngoài cửa sổ, gật đầu nói. Tối rồi, xem chừng hôm nay không có gì mới. 3 tên kia đều là người thông minh, nên sẽ không có ai vội vã động thủ trước. Tuy nhiên, lần này Chu viện trưởng nghĩ ra biện pháp rất hay, trẫm thích. Đại Tùy chưa bao giờ thiếu tướng quân thiện chiến. Nhưng lại không có nhiều người nhìn thấu được đại cục. Có người nói Hứa Hiếu Cung dựa vào lý lịch và gia thế mới được trầm đề bạt lên làm đại tướng quân. Những lời đó chỉ là do ghen tị mà nói ra. Kẻ nào không nhìn ra được tài năng của Hứa Hiếu Cung thì cũng chỉ là kẻ tầm thường. Trẫm thấy, trong 16 vệ đại tướng quân của Đại Tùy, người có thể nhìn thấu đại cục, ngoại trừ Hứa Hiếu Cung ra, thì chỉ có một mình La Diệu là có thể so sánh được. Còn những người khác, có vũ dũng, có mưu trí, nhưng ánh mắt vẫn còn có điểm giới hạn. Chỉ có thể nhìn theo một đường thẳng, chứ không thể nhìn được nhiều mặt. Vấn đề này, Tô Bất Úy không dám đáp lại. Hoàng đế cười cười, khoát tay, nói. Không nói tới cái này nữa, hôm nay xem sớ cũng mệt rồi. ngươi có chuyện cười gì thì kể cho trẫm nghe một chút. Nếu hay, trẫm có thưởng. Vâng. Tô Bất Úy lên tiếng, trầm ngâm một lúc, rồi nói. Trong thời gian ngắn nô tài khó nghĩ ra được chuyện cười gì khiến bệ hạ vui vẻ. Mà nô tài cũng không nhớ được nhiều chuyện lắm. Vậy thì chỉ có thể kể chuyện hồi bé của nô tài cho bệ hạ nghe. Nhớ năm đó lúc nô tài mới 7, 8 tuổi. Cũng là vào giữa hè như bây giờ. Trong lúc rảnh rỗi, nô tài đào ve sầu dưới cây đào chơi, thì gặp được một cụ già. Cụ già nói rằng ve sầu ngủ đông dưới mặt đất ít nhất 3 năm mới lột xác thành thiền, vỗ cánh kêu to. Lúc ấy nô tài còn không tin. Về sau mới biết việc đó là thật. Một con bọ nho nhỏ như vậy, chịu khổ 3 năm dưới đất mới được cất tiếng kêu vang, thật không dễ dàng gì. Hắn mỉm cười kể xong, ngẩng đầu nhìn hoàng đế, thì phát hiện sắc mặt của hoàng đế không biết từ khi nào trở nên băng lạnh. Hắn sợ tới mức vội vàng quỳ xuống. Nô tài không biết kể chuyện cười, mong bệ hạ thứ tội, ngươi là người không thể nói lên được lời đó. Là ai dạy ngươi? Hoàng đế lạnh lùng hỏi. Tô Bất Úy khẽ run, do dự một lúc, mới thành thật trả lời. Là lễ bộ thượng thư Hoài Thu công lão đại nhân dạy nô tài. Lão đại nhân nói trong lòng bệ hạ đang phiền muộn, nghe thấy chuyện này sẽ không còn phiền muộn nữa. Nô tài không hiểu lắm, chỉ cảm thấy lão đại nhân là có ý tốt. Những lời nô tài nói đều là thật, không dám sai một chữ. Trầm mặc một lúc, hoàng đế thở phào một tiếng, nói. Đứng lên đi, trẫm không trách ngươi, lão gia hỏa kia không dám tự nói với trẫm, mà khiến ngươi chịu tiếng xấu thay cho lão. Trẫm không phải là con ve sầu kia. Vì một tiếng kêu trẫm nhẫn nhịn cũng không chỉ là 3 năm, mà là đã nhẫn nhịn 11 năm rồi. Nếu không phải thời cơ đã tới, cho dù để trẫm nhịn thêm 11 năm nữa, trẫm cũng nhịn được. Ngươi đi nói lại với Hoài Thu công, trẫm muốn trị lão ta tội bất kính. Bảo lão ta tự bò tới để giải thích. Thấy ngữ khí của hoàng đế đã hòa hoãn, Tô Bất Úy mới yên tâm trở lại. Tuy nhiên hắn càng thêm kính nể Hoài Thu công. Lão đại nhân từng nói qua, bệ hạ là một minh quân. Chỉ cần một điểm là thông. Hơn nữa tuyệt sẽ không vì chuyện này mà trách tội người dưới. Ngươi đi chuẩn bị một chút. Ngày mai sau khi lâm triều, trẫm muốn đích thân tới Diễn Vũ Viện quan sát. Đừng để lộ ra ngoài. Bảo La Úy Nhiên và Hầu Văn Cực đi theo là được. Con trai của Tả Vũ vệ đại tướng quân Ngu Mãn Lâu, Ngưu Tiếu. Con trai của Tả Tiền vệ đại tướng quân La Diệu, La Văn. Cháu của Hữu Kiêu vệ đại tướng quân Lý Viễn Sơn, Lý Phục Ba, 3 người đều là nhân tài khó gặp, đều đang đối mặt với thử thách khó khăn. Trẫm muốn xem trong 3 người bọn họ, ai có thể chân chính dùng được. Tới ngày thứ 2 cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện, trên đài quan sát chỉ còn lại 4, 5 người. Quan lớn của binh bộ và lại bộ có tới quan sát vào ngày đầu tiên, nhưng vì phải lên triều cùng xử lý việc ở Nha Môn, cho nên không quay lại diễn võ trường. Dù sao đế đô Trường An quá lớn. Lên triều sau đó muốn trở lại diễn võ trường cũng phải mất nửa ngày. Các vị quan to nhiều việc phải làm, không có thời gian ở chỗ này 3 ngày. Ngày đầu tiên là không thể không tới. Đêm qua Di Thân Vương không trở lại Trường An, mà ngụ lại diễn võ trường. Dù tiểu viện của diễn võ trường không rộng rãi thoải mái bằng vương phủ của hắn, nhưng ở bên cạnh có 4 vị tiểu mỹ nhân như hoa như ngọc. Đổi chỗ ngủ còn có thể tìm chút kích thích mới lạ. Hơn nữa tòa tiểu viện bằng gỗ này, so với vương phủ nguy nga hoành tráng, có nhiều hơn ý cảnh nhân gian khói lửa. Ăn xong điểm tâm, Di Thân Vương Dương Dận liền dẫn theo tùy tùng tới đài quan sát xem cuộc chiến. Vừa ngồi xuống chính là nửa ngày, khó tránh khỏi có chút đau lưng. Hắn đứng dậy giãn lưng nhìn Chu viện trưởng đang nhắm mắt dưỡng thần, có chút oán giận nói. Lão cũng thật là. Một ngày phân thắng bại là đủ, cần gì kéo dài tới tận 3 ngày. Dù cô có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, nhưng lão không biết rằng làm chậm trễ 3 ngày của cô bỏ qua không ít trò giải trí không? Các cô nương ở bờ sông Hâm Thủy ắt, không phải, Hoài lão còn hẹn cô đi tới Hâm Thủy câu cá đây này. Chu viện trưởng hơi nhếch khóe miệng, không đáp. Hữu Kiêu vệ đại tướng quân Hứa Hiếu Cung thì không nhịn được cười ra tiếng. Cảm thấy xấu hổ, lại vội vàng cúi đầu xuống. Dương Dận lườm hắn một cái, buồn chán tập một bài quyền cho giãn gân cốt. Mệt mỏi do ngồi lâu dù không so được với mệt mỏi do động tay động chân. Nhưng kiểu mệt mỏi này, so với vị thân vương không chịu ngồi yên này mà nói, thực sự là dày vò. Nếu không phải hoàng đế đã bảo hắn tới nơi này quan sát cuộc chiến, thì hắn đã chẳng muốn tới. Đã sớm ở chỗ nào đó ôm người ngọc ngủ mơ màng rồi. Chu viện trưởng híp mắt nhìn di thân vương Dương Dận tập quyền, nhịn không được khen một câu. Quyền pháp này của vương gia rất có kết cấu, chỉ là hơi tạp chút. Có trường tí thông quyền của Bạch gia lĩnh Nam, thiết tam chù y của Lưu gia Hà Tây, bán bộ kình quyền của Ngô gia Tần lĩnh. Còn có vài chiêu ta không nhìn ra được xuất xứ. Thoạt nhìn có vẻ tạp nham, nhưng vương gia sử dụng lại rất có kết cấu. Thật không tầm thường. Dương Dận thu thế, thở dốc một tiếng, nói. Trong phủ nuôi vài vị vũ sự có công phu không tệ để trông coi phủ. Trong lúc rảnh rỗi cô thường học của bọn họ mấy chiêu. Không cầu tinh, chỉ cầu cường thân kiện thể là đủ. Chu Bán Xuyên ừ một tiếng. Cũng không biết vì sao trong ánh mắt hiện lên một tia khác thường. Mà lúc Dương Dận cúi đầu thu thế, sắc mặt cũng hơi đổi. Nhưng rất nhanh lại khôi phục bình thường. Sắc mặt của Hứa Hiếu Cung bình thản, nhưng trong lòng hơi run một chút. Chu Bán Xuyên vuốt vuốt cái mũi, đứng lên xin đi vệ sinh. Hứa Hiếu Cung cũng đứng lên, nói hạ quan đi cùng ngài, lại hỏi Dương Dận có đi cùng hay không. Dương Dận khoát tay nói, hai người các ngươi xuất thân từ quân vũ, sao sức khỏe còn không bằng cô. Mới uống một bình trà đã không nhịn được phải đi tiểu. Có cần cô giới thiệu cho vài danh y điều trị hay không? Hắn nói xong lời này, ba người không nhịn được cười to. Chu Bán Xuyên và Hứa Hiếu Cung rời khỏi đài quan sát. Đợi hai người rời đi, Dương Dận lập tức quay đầu nói nhỏ vào tai một thị nữ xinh đẹp. Thị nữ này vâng một tiếng, liền vội vã rời đi. Trong nhà vệ sinh, Hứa Hiếu Cung thấp giọng nói. Giao du rộng lớn không phải là điều sai. Nhưng nếu như kết giao với quá nhiều nhân sĩ võ lâm chỉ sợ bị người khác bới móc. Chu Bán Xuyên cởi quần, run run một cái, thoải mái nói. Bất quá là nhàn rỗi thích chơi đùa mà thôi. Việc này nên do tên hung ác Hầu Văn Cực kia để ý, ngươi để ý làm gì? Hứa Hiếu Cung cười hắc hắc. Hắn bị mắng, nhưng không có chút bất mãn nào. 10 năm trước, tính cách của Di Thân Vương cũng không phải như bây giờ. Hắn vừa nhấc quần vừa nói. Khi đó tài năng bộc lộ, giống như một thanh hoành đao vậy. Mũi đao quá sắc, không làm người bị thương thì cũng tự làm mình bị thương. Chu Bán Xuyên chỉnh xong quần áo, cất bước đi ra ngoài. Đánh cược không, đánh cược gì? Thiếu hay không thiếu người? Nhất định là thiếu. 4 mỹ nhân, quay về chỉ còn lại 3 người. Chu Bán Xuyên trừng mắt nhìn Hứa Hiếu Cung. Thật không thú vị, giả ngu thì chết à. Hứa Hiếu Cung chân thành nói. Không dám giả ngu thua tiền. Vừa lúc đó, một binh lính vội vàng từ đài quan sát chạy tới, nói. Viện tử đại nhân, đại tướng quân bệ hạ tới, cách Diễn Vũ Viện 10 dặm là quan đạo nối thẳng tới Nam thành Trường An. Trong đình tiễn khách, thủ phủ Đại Tùy Ngô Nhất Đạo mặc một bộ cẩm y màu xanh đang ngồi thưởng thức trà. Thoạt nhìn nhàn nhã, kỳ thực ánh mắt có một tia sốt ruột không che giấu được. Tiểu thư nói lúc nào tới? Ông ta hỏi một nam tử trung niên có dáng người rất béo đứng ở bên cạnh. Nam tử này còn béo, còn lùn hơn cả Hạng Thanh Ngưu. Nếu hắn đi trên đường, từ xa xa nhìn rất giống một quả bóng đang lăn. Bởi vì quá béo, cho nên rất khó nhìn thấy đôi mắt trên khuôn mặt của hắn. Khí trời như vậy, một người béo như hắn tự nhiên rất khó chịu. Rõ ràng là rất béo rất lùn, nhưng người này lại mặc một bộ trường sam nho sinh màu trắng kiểu dáng mới lạ. Bộ y phục xa xỉ này mặc trên người hắn, thực sự xin lỗi người may ra nó. Bộ quần áo màu trắng đã bị mồ hôi thấm ướt, phía sau lưng đã biến thành màu lòng đỏ trứng. Lão gia, sáng sớm hôm nay nhận được tin nói rằng tiểu thư còn cách thành Trường An không tới 60 dặm. Dựa theo tính toán, chắc là sắp tới rồi. Ta tốn một số bạc lớn mới đưa con bé vào được nhất khí quan của núi Thanh Nhạc. Vậy mà con bé lại bỏ chạy. Một khoản tiền lớn như vậy, ta phải vất vả kiếm trong bao lâu? Bạc đã đưa ra ngoài, chẳng lẽ lại tới tìm lão mũi trâu kia đòi về? Khoản mua bán này đúng là lỗ vốn mà. Ngô Nhất Đạo ảo não nói. Vị quản gia béo tên là Tửu Sắc Tài này thấp giọng cải chính. Là vàng. Tửu Sắc Tài, cái tên rất tục khí. Thoạt nhìn hắn giống như một người béo hiền hòa, không việc gì khiến hắn nổi giận được. Tới rồi. Nam tử béo chỉ lên quan đạo, kinh hỉ nói. Tiểu thư đã tới. Ngô Nhất Đạo vội vàng đứng dậy, bước nhanh ra ngoài nghênh đón, vừa bực vừa nói. Không khi nào khiến ta bớt lo. Xem ta dạy bảo con bé đây. Đại lão gia uy vũ. Vị quản gia béo không quên nịnh hót một câu. nhưng lúc chứng kiến con gái Ngô Ẩn Ngọc đầu đầy mồ hôi, vị thủ phủ đại tùy này lập tức móc khăn tay đưa tới. Nóng lắm không? Trong đình có nước ô mai ướp lạnh, con có muốn uống chút cho đỡ khát không? Ngô Ẩn Ngọc xoa mồ hôi trên trán, nhìn thoáng qua đình, hừ lạnh nói, chẳng lẽ con còn tự mình đi lấy? Để ta, tự nhiên là ta đi lấy. Ngô Nhất Đạo vội vàng quay lại đình lấy nước ô mai. Đại tiểu thư mới uy vũ. Người béo lập tức đứng thẳng lên, ưỡn ngực ca ngợi. Thực sự uy vũ. Khí trời tốt khiến cho người ta thoải mái chỉ muốn hét lên một tiếng. Trời tịnh gió, bầu trời xanh thăm thẳm, thậm chí tìm không thấy một đám mây. Không có cản trở, tia nắng ấm áp chiếu xuống mặt đất. Xa giá của hoàng đế bệ hạ nghiền qua ánh nắng, chậm rãi đi tới diễn võ trường cực lớn. Sau khi đi vào diễn võ trường, lại đi mất nửa canh giờ, mới lờ mờ nhìn thấy tòa thổ thành. Hoàng đế ở trong xe ngựa thấp giọng phân phó một câu, xe ngựa lập tức dừng lại. Thái giám đầu lĩnh Tô Bất Úy cúi người vén rèm xe lên. Hoàng đế đi ra, nhịn không được hít một hơi không khí mới mẻ ở ngoài thành, niềm nở nói. Tới diễn võ trường, không cần ngồi xe, đổi sang cưỡi ngựa. Tô Bất Úy vội vàng ngoắc tay, phân phó người dắt tọa kỵ của hoàng đế tới. Đây là một con tuấn mã thuần trắng từ Bắc Liêu. Là lúc sứ giả Bắc Liêu lần đầu tiên tới Trường An kính hiến cho hoàng đế Đại Tùy. Sau khi có được con ngựa này, hoàng đế lập tức bỏ tọa kỵ vốn đang dùng của mình. Đó là một con chiến mã tráng kiện từ đế quốc Mông Nguyên. Dù con ngựa kia là hãn huyết bảo mã, nhưng ai bảo nó là từ Mông Nguyên. Con ngựa được người Bắc Liêu xưng là Tuyết Kỳ Lân này cực kỳ giả tính. Để thuần hóa được nó, hoàng đế bệ hạ phải mất cả nửa tháng. Dù trước khi đăng cơ, hoàng đế đã từng lãnh binh, cung mã thành thạo, nhưng quá trình phục tùng Tuyết Kỳ Lân vẫn phải sức đầu mẻ trán. Xuống xe lên ngựa, tinh thần của hoàng đế rất phấn chấn. Thống lĩnh đại nội thị vệ, La Úy Nhiên, phó thống lĩnh Kim Tình Nha trấn phủ sứ Hầu Văn Cực theo sát phía sau. Đằng sau có thêm trên trăm thị vệ mặc phi ngư bào, cung nữ, nội thị, chỉ có thể đi bộ hít bụi từ chiến mã tới đài quan sát bên kia. Phóng ngựa chạy vài dặm, hoàng đế cảm thấy nếp nhăn vài ngày này được giãn ra không ít. Cho nên tâm tình của hắn rất tốt. Cách đài quan sát còn xa, Di Thân Vương là người đi đầu. Viện trưởng Diễn Vũ Viện Chu Bán Xuyên, Hữu Kiêu Vệ Đại tướng quân Hứa Hiếu Cung cùng mọi người đi nhanh tới bên này nghênh đón. Thấy hoàng đế bệ hạ tới, Di Thân Vương dẫn đầu vẫy bào quỳ xuống nói vạn tuế. Ba người cùng các giáo viên Diễn Vũ Viện và các tướng lãnh trong Hữu Kiêu Vệ đều quỳ xuống. Hoàng đế xuống ngựa, trước tiên dìu Chu Bán Xuyên lên, nói không phải trẫm đã nói rồi sao? Tiên sinh đức cao vọng trọng, có thể gặp trẫm mà không quỳ. Chu Bán Xuyên hướng Di Thân Vương Dương Dận chớp mắt. Vương gia đang quỳ, chúng thần sao dám đứng. Đứng lên đi lão lục. Sau này nếu không phải trong trường hợp chính thức như triều hội, thì các ngươi không cần phải quỳ lạy. Quá phiền toái. Hoàng đế cười, cất bước đi tới đài quan sát. Hôm nay trẫm định trộn một ngày để lười biếng, cho nên chạy tới diễn võ trường này xem cuộc thi tam giáp. Ba thanh niên tài tuấn đứng đầu của Diễn Vũ Viện đều là nhân kiệt. Hôm qua trẫm do dự thật lâu, vẫn không nhịn được hấp dẫn. Vừa mới tan triều cái liền tới đây luôn, vẫn chưa bắt đầu. Chu Bán Xuyên trả lời một câu. Hoàng đế vừa đi vừa nói. Nghe nói hôm qua vẫn chưa đánh. Trẫm tưởng tới đêm thì bọn họ mới ra tay. Nhưng tới sáng sớm vẫn chưa có tin tức truyền tới tay trẫm, trẫm mới tỉnh ngộ là ba tên kia đang đợi người khác xuất thủ. Cho nên trẫm liền tới, trẫm ngồi ở trên đài quan sát cuộc chiến, bọn họ còn không biết xấu hổ chờ đợi. Lúc nói lời này, hoàng đế lộ vẻ đắc ý như trẻ con. Chu Bán Xuyên và Di Thân Vương Dương Dận nhìn nhau cười. Nhất là Di Thân Vương Dương Dận, cười rất vui vẻ. Nếu không phải bệ hạ đích thân tới, chỉ sợ hắn phải chờ ở diễn võ trường này 3 ngày rồi. Như lúc trước hắn nói, tốn 3 ngày ở diễn võ trường, không biết bỏ lỡ bao nhiêu tiết mục hay ở bên ngoài. Thoạt nhìn hoàng đế rất hào hứng, bước nhanh tới đài quan sát rồi ngồi xuống. Hắn nhìn Dương Dận, cười nói. Lá trà ngươi giấu trong phủ của ngươi còn ngon hơn cả hoàng cung. Tranh thủ thời gian cầm ra đây một ít, đừng keo kiệt. Lá trà của thần đệ làm sao bằng được trong nội cung. Thần đệ thèm đại hồng bào mà Giang Nam tiến cống từ rất lâu rồi. Mỗi lần nghĩ tới đều ngủ không yên. Biết ngay ngươi không chịu thiệt thòi mà. Hoàng đế lườm hắn một cái, hôm nay trẫm uống trà của ngươi, hồi cung trẫm sẽ bảo Tô Bất Úy mang cho ngươi một cân đại hồng bào. Tạ chủ long ân. Dương Dận ôm quyền xoay người, mang theo nụ cười vì chiếm được tiện nghi. Sau khi trà thơm được bưng lên, hoàng đế đặt dưới mũi, ngửi ngửi, nhịn không được khen. Trẫm đã nói trong tay lão lục toàn là thứ tốt mà. Loại trà này chỉ sợ có ít nhất 14000 tim sen đã được nghiền. Một bình này nếu đổi ra bạc, đủ cho một hộ gia đình nhỏ chi tiêu một năm. Là Ngô Nhất Đạo tặng cho thần đệ. Dương Dận vội vàng cúi đầu nói. Hoàng đế cười cười, không tiếp tục vấn đề về trà nữa. Hắn chỉ tòa thổ thành cách vài dặm, nói. Phái người đi thúc giục, nói rằng trẫm muốn thấy kết quả ngay từ hôm nay. Trước khi trời tối nếu vẫn không phân ra thắng bại, trẫm liền đưa 3 người bọn họ tới Tháp Ninh An phòng thủ biên giới. Cho dù La Diệu, Ngưu Mãn Lâu và Lý Viễn Sơn có quỳ xuống cầu khẩn, trẫm cũng sẽ không thu hồi mệnh lệnh ban ra. Đám thị vệ phía dưới không dám trì hoãn, vội vàng lên ngựa chạy như bay về hướng thổ thành. Hoàng đế uống một ngụm trà, có chút trầm ngâm, nghiêng đầu nói với Chu Bán Xuyên, Chu lão, 2 ngày trước Hầu Văn Cực kể cho trẫm một việc rất thú vị. Trẫm nghe xong, trong lòng cũng cao hứng. Hồng Tụ Chiêu trở lại Trường An rồi. À, Chu Bán Xuyên đang híp mắt uống trà, nghe vậy liền biến sắc, suýt nữa phun cả nước trà ra. Hứa Hiếu Cung ngồi ở xa nhất, vô ý thức nhìn di thân vương Dương Dận. Rất nhanh liền thu ánh mắt về. Hắn biết tính của bệ hạ, tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ nói mấy chuyện này ra. Bất kỳ một câu nào mà bệ hạ nói với thần tử, thường thường đằng sau nó có một tầng ý nghĩa sâu hơn. Hắn vô ý thức nhìn Dương Dận, là bởi vì hắn biết những lời của bệ hạ, thoạt nhìn như nói với Chu Bán Xuyên, nhưng thực ra là đang nói với di thân vương, lão thất có về cùng không? Dương Dận lập tức đứng lên, sốt ruột hỏi. Hoàng đế lắc đầu. 10 năm rưỡi rồi. Trẫm đã phái người đi khắp Đại Tùy để tìm, vẫn không thấy một chút tin tức nào của lão thất. Tuy nhiên ca Vũ Hành Hồng Tụ Chiêu quay lại cũng tốt, coi như có thể nhìn thấy bóng dáng của lão thất. Trẫm đã phân phó cho Hầu Văn Cực đi thông báo cho các quan viên. Hồng Tụ Chiêu đã trở lại, cứ đúng luật cho phép mở. Không thu một đồng thuế nào từ tòa lâu đó. Lúc lão thất ở đây, vẫn là quy củ đó. Tuy nhiên Trường An Phủ không thể gây khó dễ cho việc đóng dấu buôn bán. Nếu trẫm biết người nào dám giở trò mờ ám, thì trẫm sẽ không nhẹ nhàng tha thứ. Tuy nói là nha môn của Trường An Phủ, nhưng những người ngồi đây đều hiểu là ai. Chu Bán Xuyên nheo mắt lại, nhưng trong mắt đầy sự vui vẻ. Hứa Hiếu Cung cúi đầu xuống nhìn mũi chân, không nói một lời. Dương Dận lắc đầu cười khổ, thở dài một tiếng, cúi người nói. Thần đệ đã sai một lần, sẽ không tái phạm. Tin hoàng đế tới diễn võ trường đã truyền đi được nửa canh giờ. Nhưng thổ thành bên kia vẫn không có chút động tĩnh nào. Điều này làm cho di thân vương Dương Dận rất không vui. Hắn nhìn thoáng qua Chu Bán Xuyên đang ngồi thoải mái nhàn nhã trên ghế, đầu óc không biết bay bổng đi đâu, nhịn không được hỏi. Chu lão thấy hôm nay có ra tay không? Có. Chu Bán Xuyên mở to mắt, cười nói. Bệ hạ đã ra ý chỉ, 3 tiểu tử kia sao dám phản kháng không tuân theo. Chỉ là xem chừng còn chưa nghĩ ra nên đánh thế nào. Không sao, chờ một lát. Hoàng đế mỉm cười nói. Nếu chỉ vì ý chỉ của trẫm mà 3 người bọn họ vội vàng dẫn binh xông lên, vậy thì hôm nay không cần phải tiếp tục quan sát làm gì. Kẻ làm tướng, ra tay vì cầu thắng. Nếu như không có chút phần thắng nào, mà vẫn ra tay chỉ vì trẫm nói, phế vật như vậy, không cần cũng được. Dương Dận không tiện nói thêm, nhìn thổ thành bên kia, hậm hực trong lòng. Hoàng đế nói. Lão lục à, tính cách của ngươi vẫn vậy, sốt ruột làm gì? Thần đệ đã trầm ổn hơn rất nhiều. Dương Diện khiêm tốn nói. Những năm này trồng hoa nuôi chim, nuôi cả tình tính. Dần dần lắng động từ. Hoàng đế ừ một tiếng, nói. Việc tu thân dưỡng tính là không vội được. Nếu vội vàng thì đã không phải là tu thân dưỡng tính, mà là khiến tính tình càng thêm khó chịu, phải tiếp tục tu. Nghe thấy câu này, thần sắc của Dương Dận có chút ảm đạm. Tiếp tục tu thân dưỡng tính. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng. Tự nhủ, ta không hỏi việc triều chính, coi như đã tu thân dưỡng tính cả đời rồi. Đâu cần ngươi nhắc nhở ta làm gì. Vừa lúc đó, Hứa Hiếu Cung bỗng đưa thiên lý nhãn cho hoàng đế. Bệ hạ, bên kia có động tĩnh. Hoàng đế nhận lấy thiên lý nhãn nhìn sang hướng thổ thành, nhịn không được ồ lên một tiếng, cười nói. Sao lại là 3 người cùng ra tay? 4 phía đông, tây, nam đều phất cờ. chẳng lẽ ba người bọn họ tính toán tấn công cùng một lúc? Nếu thực sự là như vậy, cuối cùng bọn họ cũng hiểu được vài phần thâm ý của Chu lão rồi. Xem qua có vẻ thế. Hứa Hiếu Cung cười nói. Chu lão bố trí như vậy là để cho bọn họ nhớ kỹ một điều, về sau nếu gặp phải vấn đề thoạt nhìn không giải được, thì phải đoàn kết. Thổ Thành có 2.000 binh lính trông coi. Ba người bọn họ, mỗi người chỉ có 500 binh lính. Lần lượt xông lên thì không ai đánh hạ được thành. Chỉ khi bọn họ đoàn kết một lòng, hợp lực công thành, thì mới có phần thắng. Cho nên, ngay từ lúc đầu, Chu lão đã không có ý định để cuộc thi tam giáp của Diễn Vũ Viện năm nay chia ra thứ tự. Mà là muốn dùng cuộc thi như vậy, để dạy cho bọn họ đạo lý làm một quân nhân. Hoàng đế gật đầu nói. La Văn, Ngưu Tiếu, Lý Phục Ba, Chu lão cảm thấy ai là người nghĩ ra đầu tiên, sau đó thuyết phục được hai người khác. Chu Bán Xuyên nghĩ ngợi, khẽ lắc đầu nói. Tính tình của La Văn lạnh lùng, đơn giản, nên khó là hắn. Tâm cơ của Ngưu Tiếu lại quá sâu, dễ đi vào ngõ cụt, cũng khó là hắn. Mà Lý Phục Ba tuy trầm ổn nhất, nhưng lại thiếu sự linh động, vẫn rất khó là hắn. Thần không nghĩ ra là ai. Thần vốn tưởng rằng, cho dù kỳ hạn 3 ngày trôi qua, cũng không có ai trong bọn họ nghĩ ra được thâm ý của thần. Hoàng đế nói. Ai nghĩ ra được, trẫm liền trực tiếp phong làm tứ phẩm lang tướng, đưa tới chỗ Hữu Kiêu Vệ Lý Viễn Sơn ở Tây Bắc. Lời này mới là thâm ý sâu sắc. Mấy người ngồi đây, ngoại trừ Di Thân Vương Dương Dận không để ý tới chính vụ, không biết việc hoàng đế sẽ động binh với Tây Bắc, Chu Bán Xuyên và Hứa Hiếu Cung đều biết. Hoàng đế lại hứa hẹn cử một người tới Tây Bắc, đủ biết hoàng đế rất muốn dùng tướng lãnh mới có tài năng. Nếu nắm được cơ hội này, giành được chút thành tựu ở Tây Bắc, thì tiền đồ tương lai không thể đo đếm được. Ủa? Hứa Hiếu Cung bỗng kinh ngạc ồ lên một tiếng, chỉ về hướng Thổ Thành, nói. Hình như có biến hóa. Sao phía thành Bắc lại chợt xuất hiện một đội nhân mã? Hay! Hoàng đế Long Nhanh vui mừng, nhịn không được vỗ đùi nói. Nam, Đông, Tây đều là nghi binh, chắc chỉ bố trí mấy chục người cầm cờ thôi. Ba người kia hợp binh một chỗ, tấn công thành Bắc, là nơi phòng thủ yếu nhất. Hay lắm! Đại Tùy của trẫm có lương tướng như vậy, thật đáng giá ăn mừng. Chỉ là không biết vì sao, ánh mắt của Chu Bán Xuyên lại híp lại, như có điều suy nghĩ. Thổ Thành. Nhìn binh lính chen chúc bò lên tường thành phía Bắc, ba vị thanh niên tài tuấn của Diễn Vũ Viện đều nở nụ cười. Ngưu Tiếu, 21 tuổi, nhất định kế thừa tước vị quốc công, chỉ hướng tường thành, mỉm cười nói. Thiện Vũ huynh, nếu không phải huynh đoán được tâm tư của viện trưởng đại nhân, thì chỉ sợ ba người chúng ta còn đang ở trong lều sốt ruột xoay quanh địa đồ rồi. La Văn mỉm cười nói. Định Trình huynh, chỉ là may mắn mà thôi. Hắn nhìn về phía Lý Phục Ba, mỉm cười nói. Ta vốn tưởng rằng Mưu Văn huynh là người có hy vọng đoạt giải nhất trong ba người chúng ta. Thực ra ta cũng đã chuẩn bị xong quà mừng rồi. Xem chừng tiết kiệm được ít bạc. Lý Phục Ba cười nói. Vào thành thôi. Tí nữa còn phải đi gặp mặt thánh, mời hai vị. La Văn giơ tay mời. Ngưu Tiếu giục ngựa đi vào thành trước. Lý Phục Ba đuổi theo sau. Đợi hai người đi được vài bước, La Văn quay lại thấp giọng phân phó cho thân vệ của mình. Đi giết tên kia đi. Hành động bí mật chút, nhất định không thể để cho bất kỳ kẻ nào biết rằng biện pháp phá thành không phải do ta nghĩ ra. Thân vệ dưới trướng của hắn gật đầu nhẹ, xoay người mang theo mấy thủ hạ đi về hướng đại doanh. Nhìn thân vệ của mình rời đi, La Văn nở nụ cười lạnh, lẩm bẩm. Ngươi thông minh như vậy thì có làm được gì? Gặp phải ta là do ngươi không may mắn. Mà ngươi tiến vào doanh trại của ta là do ta quá may mắn. Hắn nhìn cửa chính của tòa Thổ Thành, như nhìn thấy khôi giáp của lang tướng tứ phẩm. Gió bỗng nổi lên, làm chiến kỳ của Đại Tùy tung bay trong gió, giống như là thần vận mệnh đang vẫy tay chào mời hắn. La Tam Lang chưa từng khẩn trương như bây giờ. Hắn khẩn trương không phải vì sắp giết người, mà khẩn trương vì giết người trong hoàn cảnh này. Đương nhiên, còn có một chút hưng phấn khiến cho tay hắn hơi run. Nơi này là diễn võ trường, ngoại trừ hoàng cung, đây là một trong những nơi kỷ luật nhất của đế đô. Mà hắn phải giết một người ở một nơi dân chúng bình thường không được vào. Nhưng đây không phải là lý do khiến hắn hưng phấn. Điều khiến tim hắn đập thình thịch, hô hấp dồn dập là bệ hạ đang ở diễn võ trường. Giết người ở gần chỗ hoàng đế, bất kể nghĩ thế nào cũng đều rất kích thích. La Tam Lang là gia tướng của La Văn. là cận vệ mà Tả tiền vệ đại tướng quân La Diệu giao cho La Văn từ lúc mới bắt đầu học ở Diễn Vũ Viện. Về sau hắn liền trở thành tâm phúc của La công tử. Ở một nơi đầy rẫy âm mưu, bẫy rập như đế đô này, La công tử chỉ có thể tin tưởng hắn chứ không có sự lựa chọn khác. Cho nên La Tam Lang tin tưởng vững chắc rằng một khi La công tử rời Diễn Vũ Viện đi nhậm chức thì hắn vẫn là thân tín của công tử. Bởi vì hắn biết rất nhiều bí mật của công tử, cũng giúp công tử làm không ít việc bí mật không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Hiện tại La công tử đã không thể tách được hắn. Tới một nơi mới, càng không thể tách bỏ hắn. Chẳng hạn như lần này, cần đi giết một tên thiếu niên vô danh còn bị thương ở tay. Ở đế đô, một thân tín như hắn, nhiều nhất chỉ là một chân chạy. Chỉ khi công tử nhậm chức trong quân đội, hắn mới được một quân chức không thấp. Phải biết rằng đội trưởng thân binh bên cạnh tứ phẩm lang tưởng đã là lục phẩm hiệu úy rồi. Nếu công tử đồng ý tiến cử hắn, thì làm tới ngũ phẩm nha tướng cũng không phải là không thể. Một khi trên người có quân chức, La Tam Lang biết vận mệnh của mình mới thay đổi. Ở La gia, hắn cùng lắm chỉ là một gia nô. Mặc dù có chút địa vị ở trong phủ, nhưng nói đi nói lại vẫn chỉ là một nô tài. Cho nên, hắn giao hết tiền đồ của mình cho La Văn. Chỉ cần giết được tên thiếu niên cụt tay kia thôi, sẽ không còn người nào biết La Văn không phải là người nghĩ ra cách phá thổ thành. Như vậy, La Văn có thể danh chính ngôn thuận đạt được ngôi đầu. Sau đó được điều thẳng tới 16 vệ nhậm chức. Tiền đồ của La Văn giống như gấm, tiền đồ của hắn cũng như gấm. Mang theo 10 gia nô của La phủ, La Tam Lang thúc ngựa đi tới quân doanh. Không thể để thiếu niên kia lộ ra ngoài ánh sáng. Hắn chỉ có thể giấu ở trong quân doanh, chờ La Văn công tử về rồi cùng nhau quay lại thành Trường An. Còn nữa, mặc dù hắn muốn chạy trốn cũng chạy không thoát. Hắn đi vào được, nhưng không ra được. Không ai dẫn, nói không chừng hắn có thể chạy trốn ra ngoài. Nhưng cho dù chạy trốn, lẽ nào kẻ chờ giết ở bên ngoài kia có thể khiến cho hắn thoát khỏi lần thứ hai sao? Cho nên La Tam Lang tin tưởng rằng, thiếu niên bị thương ở tay kia hiện đang trốn ở trong quân doanh. Hơn 10 con chiến mã lao vào quân doanh nhanh như điện. Quân doanh có thể chứa 500 người, thực sự không lớn lắm. Mấy chục cái lều giống như một nấm mồ lớn bị phân tán. Lúc bắt đầu tấn công thổ thành, La Văn đã bảo Phương Giải ở trong lều chờ hắn. Cho nên La Tam Lang mang theo người, tới thẳng lều lớn. Hắn vung tay ra hiệu cho thủ hạ vây quanh tòa lều lớn này lại. Tiểu huynh đệ, còn có ở trong đó hay không? Ta phụng mệnh La tướng quân tới đây đón ngươi. Mau ra đây thôi. La Tam Lang hướng lều lớn gọi một tiếng, sau đó nghiêng tai yên lặng chờ Phương Giải trả lời. Đợi một phút đồng hồ, trong lều lớn vẫn im ắng không có một tiếng động. Sắc mặt La Tam Lang hơi đổi, chỉ vào lều lớn. Lập tức có 3 gia nô xuống ngựa, rút hoành đao ra, cẩn thận tới gần. Một gia nô dùng đao chậm rãi vén cửa lều lên, hướng vào trong dò xét một lúc rồi lắc đầu, ý bảo trong lều không có người. 2 người đi đằng sau lập tức vén cửa lên đi vào trong. Trong một khoảnh khắc vén cửa lên, vài mũi tên nỏ từ bên trong bắn ra ngoài nhanh như điện. 2 gia nô kia còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị vài mũi tên bắn trúng ngực. Ở khoảng cách gần như vậy, lại với lực bắn cực lớn của tên nỏ, mũi tên cơ hồ bắn xuyên qua người bọn họ. Còn khiến 2 người bọn họ bắn ra khỏi lều. Hắn đang ở trong. Có người hô một tiếng, thanh âm hơi run run. Chỉ vài giây ngắn ngủi, đồng bạn vừa mới nói chuyện trên trời dưới đất với nhau đã bị bắn chết. Sắc mặt của La Tam Lang trở nên cực kỳ âm hàn, rút hoành đao ra chỉ vào lều, ý bảo mọi người cùng lúc xông lên. Một gia nô nhỏ giọng nhắc nhở. Nếu không chúng ta đốt lều, đốt cháy hắn luôn. Thúi lắm. La Tam Lang mắng một tiếng. Ngươi bị ngu à? Một khi đốt lửa nên sẽ dẫn tới sự chú ý của mọi người. Giờ bệ hạ đang ở trong diễn võ trường. Nếu những đại nội thị vệ kia chạy tới, vài người chúng ta không đủ cho bọn họ nhét kẽ răng. Tìm cái thuẫn, rồi từ từ đi vào. Hắn chỉ có một mình, còn gãy một cánh tay. Chỉ cần cùng nhau xông vào, lẽ nào hắn có thể đỡ nổi hơn 10 chuôi hoành đao, vâng. Vài gia nô tìm mấy cái thuẫn trong lều xung quanh. 4-5 người tụng lại thành một nhóm, cầm cái thuẫn ở phía trước, chậm rãi đi tới lều lớn. Cửa lều vén lên, không thấy tên nỏ nào bắn ra. Mấy người âm thầm thở phào, cùng đi vào trong lều. A! Tiếng kêu thảm thiết truyền từ trong lều, đã khiến cho sắc mặt La Tam Lang càng thêm khó coi. Mấy gia nô đi vào phát ra vài tiếng kêu thảm thiết. sau đó có hai người được khiêng từ trong lều ra. Không biết chân của hai người kia bị cái gì đâm thủng, máu chảy đầy đất. Nghĩ tới hẳn là thiếu niên kia chôn cái gì nhọn ở dưới đất. Trong quân doanh có chông sắt chuyên để đối phó với bộ binh. Nếu vải ra đất, thì ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. La Tam Lang đoán có lẽ chính là chông sắt. Mấy tên thủ hạ của mình vội vã đi vào trong, căn bản là không để ý dưới chân có cái gì. Có chút bản lĩnh. Hắn giữ tợn mắng một câu, nhảy xuống chiến mã, lớn tiếng phân phó. Đi tìm cung tiễn, bắn thủng cái lều này cho ta. Trong diễn võ trường của quân doanh không thiếu mấy thứ đó. Trên cơ bản, thì quân đội nào của Đại Tùy cũng chuẩn bị đầy đủ. Không những có cung cứng, thậm chí còn có liên nổ, thứ không được phổ biến cho quân đội lắm. Bởi vì giá trị chế tạo liên nổ rất cao. Hơn nữa công nghệ phức tạp. Cho nên vật này chỉ phân phó cho quân đội tinh nhuệ nhất. Diễn võ trường là nơi huấn luyện tướng lĩnh và binh lính tinh nhuệ nhất. Chỉ cần có liên quan tới chiến tranh, thì không thiếu thứ gì. Lúc trước hai mũi tên giết chết hai người, chính là tên từ liên nổ bắn ra. Bởi vậy đủ biết vị thiếu niên bị thương tay phải kia, sau khi đội quân xuất phát, đã làm quen với quân doanh một lần. Cho nên, La Tam Lang có chút đau đầu. Nếu bất kể sống chết lao vào trong, muốn giết thiếu niên kia cũng không phải việc khó khăn gì cho lắm. Nhưng làm vậy có thể tổn thất về người. Người chết quá nhiều sẽ không biết ăn nói sao với La Văn. Hơn nữa người chết quá nhiều, thì việc thanh lý hiện trường cũng trở nên khó khăn. Nếu lưu lại dấu vết gì đó, rất có thể bị người ta phát hiện. Cho nên chưa tới tình huống bất đắc dĩ, hắn thậm chí không muốn hạ lệnh bọn thủ hạ bắn tên về hướng cái lều. Nhưng lúc này nếu còn tiếp tục cố kỵ mấy việc nhỏ nhặt kia, chỉ sợ thời gian kéo dài dễ làm hỏng chuyện. Thổ thành đã bị phá. Mất không bao lâu nữa ba người La Văn cũng được hoàng đế bệ hạ tiếp kiến. Sau đó người của diễn võ trường sẽ tới thu hồi quân doanh, kiểm tra khí giới. Thời gian lưu lại cho La Tam Lang cũng không nhiều lắm. Bắn tên, không thể trì hoãn được nữa rồi. Hắn thấp giọng gào rú một câu, dẫn đầu kéo dây cung bắn về hướng cái lều lớn. Hai người một trái một phải canh cửa lều. Những người khác bắn tên như điên về hướng cái lều. Đợi cho mỗi người bắn ít nhất 3 mũi tên, La Tam Lang mới hô to một tiếng, dẫn theo người vứt bỏ cung cứng, cầm đao xông vào lều lớn. Đã có kinh nghiệm lúc trước, ai cũng không dám lao vào nhanh. La Tam Lang biết trận mưa tên kia chưa chắc giết được tên thiếu niên. Nhưng nhất định sẽ khiến cho hắn luống cuống tay chân. Chỉ cần thiếu niên kia không có cơ hội dùng liên nổ, bọn họ có thể dùng hoành đao giết hắn như bỡn. Mặc dù bọn họ là gia nô trong phủ của La Diệu, nhưng dưới trướng của đại tướng quân, cho dù là gia nô cũng thành thạo cung mã. Đợi xông vào lều lớn, La Tam Lang lại choáng váng. Trong lều căn bản không có người. Trên cái bàn đặt trước cửa lều buộc vài cái liên nổ. Dây thừng khởi động cơ quan đã bị chặt đứt. Hiển nhiên là người đầu tiên vén rèm lên đã tác động vào dây thừng, sau đó mũi tên trong liên nổ sẽ bắn ra ngoài. Trên mặt đất xác thực có không ít chông sắt, phía trên còn dính máu. Bị lừa. La Tam Lang cả kinh, lập tức xoay người đi ra ngoài. Vừa lúc đó, phía sau những gia nô kia lóe ra một bóng người. Bóng đen kia giấu ở trong một cái lều khác, một mực chờ thời cơ. Người nọ vừa xuất hiện, lập tức khởi động cơ quan liên nổ ở phía sau đám gia nô. Phốc, 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 tiếng tên bay trầm đục. 4-5 gia nô kêu lên một tiếng rồi ngã xuống. Liên nổ của Đại Tùy có uy lực cực lớn. Có thể dễ dàng bắn xuyên qua tim từ đằng sau. Người nọ ngắm rất chuẩn, cơ hồ không phí mũi tên nào. Liên tiếp bắn chết 4-5 người, bóng đen kia lóe lên một cái, liền biết mất ở đằng sau một cái lều. Sắc mặt của La Tam Lang lạnh như băng, mắng to một tiếng, mang theo những người còn lại đuổi theo. Gia nô đầu tiên chạy ra sau lều, đã nhìn thấy một thiếu niên đang cười hắc hắc với hắn. Sau đó một cây trường mâu đâm tới. Phốc một tiếng, trường mâu đâm xuyên qua trái tim của tên gia nô. Đánh lén thành công, thiếu niên kia xoay người bỏ chạy. Đợi La Tam Lang chạy tới, chỉ thấy thủ hạ đã nằm dưới đất, còn có một bóng lưng vừa biến mất. Đuổi theo. La Tam Lang một bên hô, một bên dẫn theo người đuổi theo. Vượt qua 3-4 cái lều, lại không thấy tung tích của thiếu niên kia. Vừa mới dừng lại, bỗng một cây lao không biết từ chỗ nào ném tới, đâm xuyên qua một gia nô. 4-5 người còn lại xoay người tìm, nhưng không thấy bóng người nào cả. Đang lúc sợ hãi, chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết ở phía xa xa. Bọn họ vội vàng chạy tới, đã thấy hai gia nô bị thương ở chân đã bị cắt đứt cổ. Máu vẫn còn phun như suối. Tim La Tam Lang đập thình thịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Hắn vội vàng nhìn bốn phía, nhưng căn bản không nhìn thấy tên thiếu niên xuất quỷ nhập thần như ác ma kia. Tam ca, chúng ta đi thôi. Chúng ta không giết được hắn cứ tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Một gia nô run giọng nói. La Tam Lang còn chưa lên tiếng, lại một cây lao ném tới. Rất chuẩn xác đâm xuyên qua bụng gia nô vừa nói chuyện. Mũi lao sắc bén trồi lên từ đằng sau, mang theo máu tươi phun đầy mặt La Tam Lang. Nhìn thi thể với vẻ mặt hung tợn ngã xuống, La Tam Lang không khỏi run rẩy toàn thân. Tới hiện tại, thủ hạ của hắn chỉ còn lại có ba người. Ba người bị dọa bể mật. Từ giờ trở đi chúng ta đừng tách ra. Đưa lưng về phía nhau rồi đi tìm. Như vậy hắn không thể đánh lén được. La Tam Lang phân phó một câu. Bốn người dựa lưng vào với nhau, sau đó chậm rãi di chuyển tìm tung tích của thiếu niên kia. Lúc bọn họ còn đang di chuyển về phía trước, một bóng đen như con thằn lằn trèo lên đỉnh lều. Dù hắn chỉ dùng tay trái để trèo lên, nhưng tốc độ vẫn cực kỳ nhanh nhẹn. Sau khi leo lên đỉnh lều, thiếu niên kia cầm cây lao ngậm ở miệng, nhìn bốn người phía dưới, cười lạnh, sau đó ném mạnh cây lao xuống. Từ trên ném xuống dưới, cây lao đâm từ đỉnh đầu một gia nô xuống tới tận cổ. Thậm chí y còn không kịp kêu ra tiếng, cổ họng đã bị chặn mất rồi. Thân thể mềm nhũn, chậm rãi ngã xuống đất. Trên đỉnh đầu lộ ra nửa cây lao, thoạt nhìn rất quái dị. Ba người La Tam Lang kinh hãi gần chết, vội vàng nhìn lên. Trong khoảnh khắc bọn họ ngẩng đầu nhìn lên, liền chứng kiến tên thiếu niên kia giống như con hùng ưng từ trên lều nhảy xuống. Ở giữa không trung, thiếu niên rút hoành đao từ sau lưng ra, chém xuống dưới. Phốc, chém đứt từ đầu tới bả vai của một gia nô. Một giây sau, thiếu niên đâm thẳng hoành đao, đâm xuyên qua cổ họng một gia nô. Mũi đao từ phần gáy của gia nô chui ra. Thu đao, thiếu niên chỉ mũi đao đang nhỏ máu về hướng La Tam Lang, lạnh lùng nói. Ngoan ngoãn nghe lời ta, bằng không ta giết ngươi. Trong lòng La Tam Lang khẽ run, vô ý thức vứt thanh đao trong tay. Giấu thi thể vào trong đống cỏ kia. Phải nhanh tay lên. Nếu chậm chạp, ta liền cắt đứt tay chân của ngươi, rồi khoét ngũ quan của ngươi. Phương Giải phân phó một tiếng, La Tam Lang lập tức lảo đảo đi kéo các cổ thi thể chồng chất ở một chỗ, rồi dùng cỏ khô phủ lên, cởi quần áo ra. Phương Giải dùng mũi đao chỉ vào chóp mũi La Tam Lang. Không giết ngươi, là vì cho ngươi quay về báo tin cho công tử nhà ngươi. Bảo hắn tranh thủ thời gian dẫn theo người trở về xử lý thi thể. Bằng không việc này lộ ra ngoài, một nhân vật nhỏ nhoi như ta không sợ gì, nhưng chỉ sợ tiền đồ của công tử nhà ngươi sẽ bị phá hủy. Nếu như công tử nhà ngươi đủ thông minh, thì quên chuyện hôm nay đi. Nếu không quên, còn muốn giết ta, thì hắn cũng chả sướng gì đâu. Nhắc nhở công tử nhà ngươi. Hắn sắp được thăng làm tướng quân rồi, nên nghĩ tới tiền đồ của mình nhiều hơn. La Tam Lang run rẩy cởi bộ y phục của Hữu Kiêu vệ đại tùy trên người ra, quỳ xuống mặt đất, không dám động đậy. Phương Giải vung đao đập vào óc của La Tam Lang làm cho y ngất đi. Sau đó nhanh tay đổi quần áo. Đổi xong, hắn cắt một tay của La Tam Lang, lại dùng đao chặt đứt gân tay của La Tam Lang. Đau nhức kịch liệt đã khiến La Tam Lang tỉnh lại, sau đó nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Cút! Hắn lạnh lùng mắng một câu, sau đó xoay người nhảy lên một con ngựa, xông ra ngoài. Ở trong tầm mắt của La Tam Lang, tên ác ma kia dần dần biến mất. La Tam Lang đang nghe truyện trên TV Audio CV không nhớ mình trở lại chỗ đồng bọn như thế nào. Hắn cố hết sức tránh đi tất cả mọi người, chịu đựng đau đớn, chịu đựng khuất nhục, chịu đựng cảm xúc muốn ngửa mặt gào khóc, mắng to ông trời. Ở trong quân doanh, hắn cởi quần áo trên một cổ thi thể rồi mặc bừa lên người. Bởi vì tay phải đã phế, cho nên mặc quần áo là một việc rất khó khăn đối với hắn. Sau đó hắn dùng vải, cuốn cánh tay gãy đeo lên cổ, đội nón trụ lên đầu. May mà còn có chiến mã. Hắn không dám đi gặp trực tiếp La Văn, mà đi gặp La Nhị Lan trước. La Nhị Lan không phải là anh ruột của hắn. Những nô tài như hắn không có tên của mình. Gia chủ thưởng tên gì thì hắn có tên đó. Hắn tên là La Tam Lang, bởi vì trong đám gia nô, tuổi của hắn đứng thứ ba. La Nhị Lan nhìn La Tam Lang bỏ mũ giáp xuống, giật mình hoảng sợ. Lập tức ánh mắt hiện lên ngọn lửa sát khí. Ta dẫn thủ hạ trở lại xử lý những thi thể kia. Tiểu tử kia có một câu nói không sai. giờ đang ở thời điểm mấu chốt, chúng ta không thể gây thêm phiền phức cho thiếu gia. Nếu ảnh hưởng tới tiền đồ của thiếu gia, thì chúng ta cũng xong đời. Thiếu gia đang gặp mặt thánh, không có cách nào bẩm báo ngài ấy. Ngươi đi tìm người băng bó vết thương rồi nghỉ ngơi đi. Ta dẫn thủ hạ đi, chờ ta quay về rồi nói sau. La Nhị Lan không có chủ ý khác, đành phải tìm một nơi trốn tránh, nhờ người đắp thuốc trị thương, băng bó lại. La Nhị Lan dẫn theo mấy gia nô quay lại xử lý thi thể và xóa dấu vết lưu lại trong quân doanh. Hắn biết việc này không thể để lộ ra ngoài. Một khi bị người khác biết được, nhất là Ngưu Tiếu và Lý Phục Ba biết được, tất sẽ không tiếc bất kỳ giá nào bêu rếu khắp nơi. La công tử của bọn họ bị rơi đài, hai người kia được lợi lớn nhất. Hơn nữa, luận và gia tộc và thế lực, Ngưu gia cũng tốt, Lý gia cũng tốt, đều không kiêng kỵ gì La gia. Còn có, nếu đại tướng quân La Diệu biết việc này, với những gì La Nhị Lan biết về đại tướng quân, hắn biết mình và những gia nô kia sẽ có kết cục gì. Đại tướng quân là người nghiêm khắc. Cho dù là nô bộc trong nhà cũng dùng quân luật để ước thúc. Thiếu gia làm sai, đại tướng quân nhiều nhất là mắng một trận, còn có thể làm gì. Nhưng những nô tài không có địa vị như bọn họ, còn tiện hơn cả mạng chó. Trong lúc La Nhị Lan mang theo nỗi niềm nặng nề chạy về quân doanh thu thập tàn cuộc, thì Phương Giải sau khi giết mười mấy người như hái hoa cắt cỏ, vẫn bình tĩnh suy nghĩ đường lui. Hiện tại đối với hắn mà nói, giết người đã không còn sợ hãi và mâu thuẫn nữa rồi. Sở dĩ nói hái hoa cắt cỏ, bởi vì đây là một việc rất nhỏ, không đáng nhắc tới. Nhưng hai việc rất nhỏ này lại có thể làm cho người ta vui vẻ. Giết người muốn giết mình, khó tránh khỏi có chút vui vẻ. Phương Giải cưỡi ngựa chạy như điên tới một chỗ cách Thổ Thành không xa. Giấu chiến mã trong rừng, sau đó nương theo địa hình và cỏ hoang yểm hộ, nhanh như mèo vọt tới ngoài tòa thành đất. Chiến đấu đã kết thúc, không còn ai để ý có người vụng trộn đi vào từ bên ngoài hay không. Binh sĩ trong Thổ Thành đang chỉnh đốn lại đội ngũ. Hơn 2.000 binh sĩ Hữu Kiêu Vệ đã hoàn thành sứ mạng của mình, chuẩn bị rút lui, trở về nơi đóng quân trong đế đô. Phương Giải dán người vào tường thành, nhìn vào bên trong. Thấy các đội ngũ bên trong thành đang tập hợp lại. Hắn cẩn thận thăm dò một lúc, thấy không có người chú ý tới bên này, liền nhảy vào tòa Thổ Thành. Hắn vừa mới định trốn vào trong đám người, chợt nghe có người hét lớn. Đúng lại. Phương Giải vô ý thức dừng chân, tay đặt gần hoành đao. Sau đó hắn chậm rãi xoay người lại, nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một vị hiệu úy hơi béo, từ phía sau tường đất đi tới. Y vừa chỉnh quần áo, vừa trừng mắt hỏi Phương Giải. Ngươi thuộc đội nào, sao chạy loạn khắp nơi vậy? Tí nữa đội ngũ phải trở về quân doanh rồi. Đến lúc đó lạc đường lại không về được. Phương Giải vừa muốn bịa chuyện, tay hiệu úy béo kia lại hỏi. Nhịn không nổi muốn đi tiểu. Vân vân. Phương Giải gật đầu như băm tỏi. Quay về hàng ngũ đi. Ngươi lén lén lúc lúc làm lão tử bị dọa nhảy dựng lên. Thiếu chút nữa thì nước tiểu chảy ngược trở về. Mẹ nó chứ, vung vải cả ra quần. Hiệu úy béo khoát tay, vẻ mặt giận dữ. Phương Giải vội vàng nói lời xin lỗi, sau đó như được đại xá chạy về hướng đội ngũ tập kết. Hắn cũng không có thời gian để ý nhiều như vậy. Kéo mũ giáp xuống thấp, sau đó cúi đầu tiến vào đội ngũ, tìm một chỗ xếp hàng. Tay hiệu úy béo kia chỉnh xong quần áo, nhìn lướt qua không thấy tên tiểu binh vừa nãy đâu, y cũng không để ý lắm. Sau khi thương lượng với vài hiệu úy, liền hướng biệt tương bẩm báo đội ngũ đã tập hợp xong. Biệt tương lãnh binh ừ một tiếng, phân phó. Đại tướng quân ra lệnh, nhiệm vụ phòng ngự Thổ Thành đã kết thúc. Lập tức xuất phát trở về đại doanh. Hiệu úy các đội kiểm tra nhân số. Đừng để thiếu người. Nghe thấy câu này, trong lòng Phương Giải cả kinh, e sợ vài hiệu úy ở đây lần lượt điểm danh. Thật không ngờ mấy vị hiệu úy căn bản không đếm số người. Chỉ đi một vòng cho có rồi lập tức tuyên bố đội ngũ khởi hành. Phương Giải âm thầm thở phào. Trong lòng thầm cảm ơn mấy vị hiệu úy đại nhân lười biếng. Nhưng về sau nghĩ lại, mới biết không phải là mấy vị hiệu úy đó lười biếng, mà là tố chất của chiến binh Đại Tùy rất mạnh. Kiểm kê nhân số chỉ là làm theo lệ mà thôi, căn bản không cần quá chú ý, những hiệu úy và vị biệt tương kia sẽ không cho rằng đội ngũ của mình thiếu người. Dưới tư duy quán tính, bọn họ càng sẽ không chú ý trong đội ngũ có thêm một người. Đây là sự tự tin, cũng là sự tin tưởng với binh lính của mình. Từ diễn võ trường trở về đế đô, ít nhất cũng phải mất một canh giờ. tiến vào đế đô lại đi tới đại doanh của Hữu Kiêu Vệ, ít nhất phải mất thêm một canh giờ. Cho nên biệt tương lãnh binh không dám trì hoãn, sợ tới trời tối, thành Trường An lại đóng cửa. Đội ngũ khởi hành rất nhanh, cơ hồ là đi không ngừng nghỉ. Một mực cúi đầu chạy theo đội ngũ, Phương Giải âm thầm nhớ lại những việc xảy ra hôm nay. Mấy người dẫn hắn tới diễn võ trường kia, vẫn có thể là quan sai của binh bộ. Mà bọn họ không sử dụng xe ngựa của binh bộ, là sợ bại lộ thân phận của mình trước mặt người khác. Cho nên nói, người muốn giết mình, nhất định là người của binh bộ. Nhưng hắn tới Trường An, căn bản là chưa từng đắc tội người nào của binh bộ. Lúc tới nha môn của binh bộ làm thủ tục, hắn cũng một mực khiêm tốn. Mặc dù không đút lót đồng nào, cũng không bị gây khó dễ gì. Thư tiến cử của biên quân được binh bộ đóng dấu, rất thuận lợi được binh bộ thông qua. Phương Giải biết, có khả năng là Trác tiên sinh giúp hắn một tay. Chính vì thế, hắn nghĩ mãi không rõ vì sao lại có người trong binh bộ muốn hắn chết. Hắn mới chỉ tiến vào nha môn binh bộ một lần, về sau chưa từng tiếp xúc với người của binh bộ. Hơn nữa có Trác tiên sinh hỗ trợ, những quan viên của binh bộ kia hẳn là không nên làm khó hắn mới đúng. Đoạn đường này vừa chạy vừa nghĩ. Phương Giải vẫn không nghĩ ra được nhiều đầu mối. Nhưng có hai việc có thể xác định. Thứ nhất, mình tới đế đô, chưa đắc tội ai. Thứ hai, nếu nói tới liên quan tới binh bộ, khẳng định có liên quan tới sự việc xảy ra ở Phan Cố. Nghĩ tới đây, Phương Giải chợt hiểu ra. Lẽ nào có liên quan tới một vài quan sai binh bộ chết ở Phan Cố? Lẽ nào người của binh bộ đã tra được việc mình giết người? Hắn rùng mình một cái. Phương Giải biết, cuộc sống ở đế đô sẽ không bình an. Càng nghĩ Phương Giải càng rõ ràng. Người của binh bộ muốn giết mình. Nhưng vì có Trác tiên sinh, hoặc vì lý do nào khác, thế nên những người kia không dám hiển nhiên ra tay với mình. Thậm chí không dám tước đi tư cách tham gia cuộc thi diễn vũ viện của mình. Đành phải giở trò sau lưng. Đưa hắn tới diễn võ trường, rồi mượn dao giết người. Không thể nghi ngờ rằng, La Văn chính là một con dao sắc bén mà binh bộ mượn tạm. Nếu không phải ngay từ đầu Phương Giải đã không tin tưởng La Văn, thì có lẽ hắn đã chết một cách hồ đồ ở đó rồi. Với những gì hắn biết về đám thế gia đệ tử kia, hắn biết sau khi La Văn đoạt được ngôi đầu, nhất định sẽ không cho phép mình tồn tại. Kế hoạch hợp tác với hai người kia phá thổ thành là do Phương Giải nghĩ ra. La Văn dựa vào kế hoạch này mà chiếm được ngôi đầu. Cho nên y quyết không thể để lộ việc đó ra ngoài. Vì vậy khẳng định y phải giết Phương Giải. Lúc Phương Giải nghĩ kế cho La Văn, hắn đã nghĩ tới một tầng đó. Người của thế gia, từ xưa tới nay, sẽ không để ý tới sự sống chết của một kẻ vô danh tiểu tốt. Nhất là một vô danh tiểu tốt không rõ lai lịch. Sau khi La Văn dẫn binh rời đi, Phương Giải bắt đầu bố trí. Trong quân doanh không thiếu vũ khí. Dùng những vũ khí đó giết người, là một việc đơn giản với Phương Giải. Nghĩ tới đây, hắn rút ra một kinh nghiệm, dù cẩn thận tới mấy, cũng có nhiều việc khó có thể dự đoán được. Hắn tạm thời bỏ vấn đề đó sang một bên. Bắt đầu tính toán làm sao để thoát thân. Trên nửa đường, tùy thời có khả năng có người nhận ra hắn không thuộc Hữu Kiêu Vệ, huống chi là trở về đại doanh. Chỉ sợ lúc tất cả binh lính trở về lều của mình, Phương Giải liền không còn chỗ để che giấu. Cho nên muốn thoát thân, chỉ có thể nghĩ biện pháp trên đường quay về thành Trường An. Phương Giải cố ý giảm tốc độ lại, không quá chậm, mà dần dần chậm lại, để người phía sau vượt qua mình. Quá trình này rất chậm. Mất cả nửa canh giờ, hắn mới thành công rơi ở phía sau cùng đội ngũ. Không thể không nói, tố chất của binh sĩ Hữu Kiêu Vệ vô cùng tốt. Một mực chạy như vậy, đã được gần 10 dặm rồi, nhưng không có ai vì mệt mỏi mà bị bỏ lại đằng sau. Đương nhiên, Phương Giải nhất định phải tụt lại đằng sau. Đội ngũ chạy được thêm 5 dặm, đã không còn người nào chú ý tới Phương Giải ở sau cùng. Hắn bắt đầu chạy chết khỏi quan đạo, tới một bụi cỏ rậm thì nhanh chóng lẫn vào đó. Qua bụi cỏ, Phương Giải thấy đội ngũ vẫn tiếp tục chạy, không để ý thấy thiếu mất hắn, hắn mới thở vào một cái. Sau đó nằm vật xuống cỏ, giãn người một cái. Chạm vào vết thương ở cánh tay, rất đau. Nhìn thương thế của mình, hắn không tự chủ nhớ tới lúc một tiểu yêu vào thành, có nói với hắn. Ta nhìn không ra thực lực của lão già què. Nhưng ta biết ông ta thuận tay trái. Bởi vì khí kình lưu động ở tay trái ông ta mạnh hơn tay phải. Nếu muốn đối phó với ông ta, ngươi phải cẩn thận cánh tay trái của ông ta. Phương Giải thích dùng đao, cho nên hắn cũng nhìn ra được lòng bàn tay trái của lão già què đã thành kén. Nhưng Phương Giải sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào. Gãy cánh tay phải, không phải chỉ vì luyện một thức đao bằng tay trái của lão già què. Phương Giải ở trong bụi cỏ đợi cho đội ngũ của Hữu Kiêu Vệ biến mất trong tầm mắt mới dám đứng lên. Nhìn bộ Hữu Kiêu Vệ mặc trên người, không khỏi nhíu mày. Đang lúc hắn phát sầu không biết làm sao tiến vào Trường An, thì bỗng nhìn thấy một đội nhân mã đang đi trên quan đạo. Hắn vội vàng trốn trong bóng tối, sợ là một vị đại nhân vật trong triều đình nào đó vừa mới từ diễn võ trường trở về thành. Đợi đội ngũ kia tới gần, hắn mới hơi yên tâm. Đội ngũ này chừng 100 người, 6-7 cỗ xe ngựa kéo dài. Xem ra không phải là người của quan phủ. Xe ngựa đi đầu do 10 con ngựa cao to kéo. Người trên xe ngựa không mặc quan phục, nhưng tiên y nộ mã, rất có khí thế. Bởi vì Đại Tùy thiếu ngựa. Có thể cưỡi ngựa cao to như vậy, dù không phải là quan quân hoặc quan phủ, cũng nhất định là có bối cảnh. Bởi vì phú thương bình thường, không dám rêu rao như vậy. Phương Giải trốn ở trong bụi cỏ, không dám động đậy. Đợi xe ngựa đi tới gần, hắn mới để ý trên xe ngựa cắm một lá cờ màu xanh da trời. Xe ngựa nào cũng có. Trên cờ thêu một hàng chữ to màu đỏ. Hàng thông thiên hạ. Phương Giải giật mình, lập tức không nhịn được cười. Không biết là cửa hàng nhà ai mà dám dựng lá cờ này. Khẩu khí thật lớn. Hàng thông thiên hạ, 4 chữ này cực kỳ khí phách. Đang lúc hắn dùng ánh mắt trào phúng nhìn lá cờ, bỗng cảm thấy bên cạnh là lạ. Cơ hồ trong nháy mắt, hắn cầm lấy hoành đao, nghiêng đầu nhìn, lại phát hiện ở bên cạnh không biết từ khi nào có một vị nam tử trung niên béo như một quả bóng ngồi bên cạnh. Nam tử béo này mặc một bộ trường bào màu vàng, trước và sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, chính đang kinh ngạc nhìn hắn. Quá đột ngột. Tên béo này lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên cạnh Phương Giải chưa tới 1 mét. Phương Giải không chút nghi ngờ. Nếu quả cầu mập này muốn giết mình, thì mình đã thành một cỗ thi thể rồi. Tiếp theo, Phương Giải bị một màn trước mắt làm cho kinh hãi trợn tròn mắt. Quả cầu mập kia ngồi chồm hổm trên một cây cỏ dại. Cỏ dại đung đưa theo gió. Mà tên mập kia cũng nhẹ nhàng đung đưa, đại khuyển là cao thủ khinh công. Nhưng khinh công của đại khuyển so với tên béo này, thật không đáng giá nhắc tới. Cơ thể nặng như vậy mà ngồi xổm lên một ngọn cỏ dại, hơn nữa vẫn có thể theo gió mà động, không có cảm giác khó khăn gì. Phương Giải nhịn không được bò ra đằng sau, trừng mắt nhìn tên béo, hỏi. Quỷ. Trong suy nghĩ của bất kỳ ai, con người không làm được như vậy. Chỉ có quỷ mới có thể nhẹ hơn cả cỏ. Sau khi tới thế giới này, cảm xúc lớn nhất của Phương Giải chính là năng lực của con người thoạt nhìn thật sự là không có giới hạn. Nhận thức cố hữu ở kiếp trước đã bị thế giới này làm thay đổi dần. Hơn nữa mẹ nó chứ, không ngờ lại mang tới khoái cảm liên tục. Khiến hắn không nhịn được hoài nghi liệu có phải những biên kịch đạo diễn võ thuật kiếp trước đã xuyên không rồi sau đó lại trở về hay không. Dù có là Sở Lưu Hương, nếu mập như tay béo này, chỉ sợ cũng không thể ngồi trên một nhành cỏ mảnh khảnh lắc lư nhẹ nhàng theo gió. Phong cách ngồi như vậy, đến Hương Suất cũng sẽ phải hâm mộ và ghen tị. Lần thứ hai Phương Giải được nhận thức về kết cấu của nhân loại, cũng làm đảo điên mấy năm tri thức cực khổ tích lũy kiếp trước của hắn. Đối với tên béo này, Phương Giải chỉ muốn nói một câu. Thật trái với khoa học. Tên béo cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Phương Giải. Bộ quần áo màu xanh nhạt mặc trên người y đã bị mồ hôi nhuộm thành màu lòng đỏ trứng. Y chỉ quần áo trên người Phương Giải mỉm cười nói. Lính đào ngủ. Đầu tiên Phương Giải lắc lắc đầu, sau đó lại gật đầu một cái. Ta nghe nói có một bộ phận vệ binh được điều đến võ trường biểu diễn, để phục vụ cho cuộc thi tam giáp Diễn Vũ Viện. Giờ này ngươi lại trốn ở chỗ này, xem ra đã phân thắng bại, ngươi có thể nói cho ta biết ai là người đứng đầu không? Không ngờ y lại hỏi một câu như vậy. Mà không phải những vấn đề bình thường như tại sao ngươi lại ở chỗ này, hoặc là có phải ngươi có ý đồ gì hay không? Tay Phương Giải vẫn đặt ở chuôi hoành đao, toàn thân căng cứng vô cùng. Tuy rằng tư thế bây giờ của hắn thoạt nhìn có chút chật vật, nhưng nếu tên béo này có hành động khác thường, hắn có thể rút đao đã thương y trong vòng 1 giây đồng hồ. Nhưng riêng việc một người béo như y có thể ngồi trên một nhánh cỏ, hắn không biết mình phản kháng liệu có hữu dụng hay không. Đương nhiên, nếu tên béo này xuất thủ, cho dù phản kháng không có chút ý nghĩa nào, Phương Giải cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Hẳn là La Văn. Hắn trả lời. À. Tên béo hơi kinh ngạc hô nhỏ một tiếng, sau đó ảo não gãi gãi đầu buồn bực nói. ta đã đặt trên người Lý Phục Ba ít nhất 500 lượng bạc, nếu như La Văn chiếm vị trí đầu chẳng phải là ta thua sao? Không tốt, không tốt, rất là không tốt. Y nhảy từ trên nhành cỏ xuống, động tác rất nhẹ nhàng. Thời điểm hai chân dẫm lên mặt đất, nhành cỏ nhỏ dường như không có bất kỳ biến hóa nào. Gió vẫn thổi nhẹ nhàng, nhành cỏ nhỏ vẫn đong đưa. Có phải ngươi muốn mai phục ven đường để cướp đoạt bọn ta phải không? Tên béo buồn bực một lúc mới hỏi Phương Giải, thái độ rất chân thành. Phương Giải cũng rất chân thành lắc đầu nói: ta thật sự không có ý đó. Chắc ngươi cũng nhìn ra được ta muốn trốn tránh các ngươi. Nếu ta muốn cướp, hẳn là nên nhảy ra ngoài nói vài lời độc ác mới đúng. Tỉ như đường này là ta mở, cây này là ta trồng, từ nay về sau muốn đi qua đây thì phải ở lại mua đường và vân vân. Vài câu này thật sự là vô nghĩa. Tên béo lắc đầu nói: mấy lời ngươi nói nên là quan phủ Đại Tùy nói mới đúng. Phương Giải rất đồng tình, cho nên hắn dùng sức gật đầu. Ngươi đã không muốn cướp của bọn ta, ta đây cũng không gây chuyện. Ngươi cứ tiếp tục ẩn nấp, quấy rầy đến ngươi thật sự là ngại quá. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không đi báo quan rằng nơi này có một lính đào ngũ đang ẩn nấp. Bởi vì ta đi báo quan thì quan phủ cũng không thưởng cho ta cái gì, không có chuyện tốt, ta mặc kệ. Tên béo mỉm cười khoát tay áo, nói tạm biệt. Lúc y trở lại quan đạo, rèm chiếc xe ngựa đứng ở ven đường vén lên một khe hở nhỏ, có người ở bên trong nhìn ra bên ngoài sau đó nói: tiểu tửu, có chuyện gì vậy? Thanh âm của người nói chuyện rất trầm thấp, đầy từ tính. Đông chủ, không có gì, gặp được một vị lính đào ngũ có chút thú vị, bất quá ta cảm thấy hắn đang nói dối. Tuy rằng ta không biết hắn đã lừa ta cái gì. Bởi vì không liên quan đến cửa hàng của chúng ta, cũng không phải muốn cướp bóc, cho nên ta không để ý tới. Điều hắn lừa gạt ngươi đó là kỳ thật hắn không phải là lính đào ngũ. Người trong xe ngựa nói một câu, sau đó buông rèm xuống. Đi thôi, Ngọc Nhi đi lâu như vậy cũng mệt mỏi rồi, nhanh đi về nhà thôi. Chắc con bé rất muốn tắm rửa thoải mái một cái sau đó đi ngủ, vâng. Tên béo cúi đầu lên tiếng, quay đầu lại trừng mắt liếc nhìn Phương Giải một cái nói: ngươi gạt ta. Phương Giải muốn cười, nhưng không dám. Từ sau khi tới thế giới này hắn đã gặp rất nhiều người thú vị, tỉ như một tiểu yêu, tỉ như lão già què, thậm chí Tô Đồ Cẩu và bà chủ ở cửa hàng thịt chó Phan Cố cũng là người thú vị. Nhưng không biết vì sao, mặc dù chỉ hàn huyên vài câu vô vị với tên béo này, hắn đã cảm thấy tên béo này hẳn là thú vị hơn mấy người kia một chút. Một người nhàm chán đến mức nào mới có thể chạy tới đây ngồi trên một nhành cỏ cùng tâm sự vấn đề ngươi có phải là cướp hay không với mình, vị kia. Ta có thể cầu ngươi một việc không? Phương Giải đứng dậy, vỗ vỗ lá cây và bụi đất trên người, vẻ mặt rất nghiêm túc nói: vừa rồi ngươi nói không có lợi ích gì nên không tố cáo ta, ta rất cảm kích. Nhưng ta muốn hỏi một câu. Ngươi có thể làm người tốt thì làm đến cùng mang ta vào thành hay không? Ngươi quả nhiên không phải là lính đào ngũ. Tên béo biểu môi nói: nào có lính đào ngũ nào lại trốn vào trong thành. Như vậy áo thị vệ có đánh số trên người ngươi, không chừng là ngươi giết một binh sĩ sau đó cướp được. Có lẽ ngươi là tội phạm giết người, mà còn mắc tội giết quan quân Đại Tùy. Hiện tại không có lợi ích gì thì ta cũng muốn đưa ngươi đến quan phủ, bởi vì ta là một người dân Đại Tùy rất có tinh thần trọng nghĩa. Lấy việc giữ gìn bình an cho đế đô làm nhiệm vụ của mình, là thứ mà mỗi dân chúng Đại Tùy đều phải giác ngộ. Y vừa nói, vừa đi về phía Phương Giải. 500 lượng. Phương Giải giơ 5 ngón tay, nói: vừa vặn bổ sung số bạc ngươi bị thua. Bước chân tên béo dừng một chút nói, vừa muốn nói gì bỗng nhiên người trong xe ngựa ho khan một tiếng. Sắc mặt tên béo hơi đổi, sau đó lắc đầu nói: không làm, 1000 lượng. Phương Giải cắn răng nói: coi như ngươi buôn bán thành công lời gấp đôi, vào trong thành là ngươi có thể quên ta, ta không nhớ ân tình của ngươi, ngươi cũng đừng nhớ là ta đã từng xuất hiện. Người trong xe ngựa lại ho khan một tiếng, cho nên tên béo lại lắc đầu. Phương Giải dùng sức hít vào một hơi, nói ra giới hạn của mình. 1100 lượng, nhiều hơn 1 đồng ta cũng không đưa. Được rồi. Người nói không phải tên béo, mà là người trong xe ngựa. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.